Em cũng xin phép được gửi lời chào tới thầy cũng như là tất cả các anh chị có mặt trong buổi trò chuyện Everyone Needs a Coach, trò chuyện cùng giáo sư Phan Văn Trường ngày hôm nay ạ. Hôm nay thực sự là một ngày rất là đặc biệt vì như cả nhóm có trao đổi, ban tổ chức cũng có trao đổi thì hôm nay vừa là sinh nhật cấy nền mà cũng là đang trong tuần lễ là khai vấn quốc tế. Và sự kiện này diễn ra một cách rất là hồn nhiên với một cái sự quyết định rất là nhanh chóng, giống như chị Quách Hương cũng như chị Ánh và thầy có đưa ra cái ý tưởng. Và chủ nhật này chúng ta có một buổi để ngồi cùng nhau như thế này. Và để bắt đầu chương trình thì em cũng xin được mở đầu bằng một lời giới thiệu tới tất cả các anh chị ngày hôm nay. Hôm nay thì hiện tại là chúng ta có 70 anh chị đang ở đây và bao gồm anh chị đến từ rất nhiều những ngành nghề khác nhau. Người đang làm coach, có những người thì đang quan tâm đến coach và muốn ứng dụng coach trong công việc. Thì ngày hôm nay thì chúng ta rất may mắn được đón nhận sự tham dự, cũng là một sự lắng nghe, một sự trao đổi của giáo sư Phan Văn Trường. Và bên cạnh đó, con xin cảm ơn thầy ạ, đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và buổi ngày hôm nay sẽ có sự điều phối từ chị Quách Hương, là sáng lập của Coach for Life, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ khai vấn và khai vấn dành cho lãnh đạo, cũng như là chủ tịch của Hà Nội Coach Club. Và ngày hôm nay thì có lẽ để chúng ta có thể bắt đầu một cách thật là hào hứng thì chúng ta sẽ thử nhìn qua là hôm nay chúng ta sẽ đi qua những câu hỏi gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua những cái chủ đề, đó là ai sẽ cần coach và khi nào thì cần coach và tại sao lại cần coach và liệu là coach có thể ứng dụng được vào trong công việc của từng cá nhân trong ngày hôm nay như thế nào. Và giống như thầy Trường có trao đổi với cả nhóm trong ban tổ chức, đó là ngày hôm nay thì chúng ta với tinh thần là lắng nghe và chúng ta cũng có một sự trao đổi giống như một cái một buổi hội thảo bàn tròn để tất cả chúng ta đều có thể nêu lên ý kiến và có được một cái góc nhìn thật là đa chiều và chính xác nhất về nghề coach. Và có lẽ không để các anh chị phải chờ thêm lâu nữa thì em xin được mời chị Quách Hương là điều phối của buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin có đôi lời chia sẻ và bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với cả giáo sư Phan Văn Trường ạ. Cảm ơn Hiệp. Trước tiên là em xin chào thầy và chào tất cả các anh chị em và các bạn đang có mặt ở phòng Zoom ngày hôm nay. Lời đầu tiên là em muốn chân thành cảm ơn giáo sư Phan Văn Trường và sau đây em xin gọi là thầy Trường để cho thân mật, là vì là em thấy đây là một món quà đặc biệt ấy, dành cho các coach, và cá nhân em thì cảm thấy rất là xúc động khi mà nhận được cú điện thoại của anh nói rằng là thầy Trường sẽ rảnh vào sáng thứ tư và thầy sẵn sàng dành cho các coach và những người quan tâm đến coach một buổi chia sẻ. Thì đấy chính là một cái điều mong ước của em, nhưng chưa kịp nói ra, chưa kịp đề đạt ạ. Thế thì đã vũ trụ đã gửi đến món quà này, và em nghĩ rằng là ngày hôm nay những người có mặt ở đây đó là những người đều quan tâm đến coach, thích coach và có một cái cơ hội để được tương tác, để được chia sẻ với thầy thì thật là tuyệt vời. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Và cũng cảm ơn tất cả, chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã dành thời gian, những người không phải chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên mà Hương tham gia một cái buổi chia sẻ mà có đông anh chị em ở nước ngoài như vậy. Đấy cũng là một cái trải nghiệm mới đối với Hương. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để tham gia cái buổi chia sẻ này. Và giống như Hiệp nói lúc đầu đó là cái ý tưởng này nó diễn ra rất là hồn nhiên, và hồn nhiên là một cái giá trị luôn luôn được nhắc đến ở trong cái nền. Thế và ở đây thì nếu như ai đã từng tham gia các buổi chia sẻ với thầy Trường thì thấy các bạn sẽ nhớ rằng sẽ biết rằng là có một cái sự ấm áp rất là cởi mở, rất là gần gũi, nó không có một cái khoảng cách nào cả. Không phải là thầy là giáo sư hay là học vị cao rồi mình là ít kinh nghiệm hơn hay thế nào thế kia, nó tuyệt đối không có như vậy. Thế nên là Hương rất hy vọng là cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ thật sự là cởi mở với nhau, sẽ đặt các câu hỏi, sẽ cùng tham gia để làm sao cái buổi sáng ngày hôm nay nó sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là ai cũng cần coach. Khi nghe như vậy thì Hương bảo rằng là ô, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, tất cả những nghề, mọi nghề đấy đều quan trọng. Thế thì
Nhưng mà ngày đó chúng ta đâu đó chúng ta sẽ chỉ cần gặp một phần nào đó hoặc một giai đoạn đó nào đó trong cuộc đời của chúng ta thôi. Thế mà coach là một cái công việc còn rất mới, phải có thể nói là còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Nhưng mà cái buổi chia sẻ hôm nay có một cái tiêu đề là ai cũng cần coach. Vậy thì tại sao lại như vậy? Như thế có chủ quan quá hay không? Thì sau đây Hương sẽ mời tất cả chúng ta cùng xem một video rất ngắn thôi. Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. My bridge coach, Sharon Osberg, says there are more pictures of the back of her head than anyone else's in the world. Sorry, Sharon. Here you go. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Over the years, I've received so many different kinds of advice, I don't know where to start. One that comes to mind is to have a coach. Our board member in 2002, John Doerr, said, you need a coach. And I said, well, I don't need a coach. I'm an established CEO. Why would I need a coach? Is something wrong? He said, no, you need a coach. Everybody needs a coach. So Bill Campbell became my coach and has served Google very well. Every famous athlete, every famous performer, has somebody who's a coach, somebody who can watch what they're doing and say, is that what you really meant? Did you really do that? They can give them perspective. The one thing people are never good at is seeing themselves as others see them. A coach really, really helps. Những bộ óc vĩ đại như là Bill Gates hoặc là như là Eric Smith thì họ nói vậy. Thế và em rất là quan tâm. Bây giờ em sẽ xin hỏi, đặt một câu hỏi cho thầy Trường là thầy nghĩ sao về quan điểm là ai cũng cần coach và thầy đã bao giờ có coach chưa ạ? Thầy xin chào tất cả các bạn. Thầy cũng xin nói với các bạn như thế này là sở dĩ thầy cũng có cùng với chị Hương, với anh Hiệp, với tất cả các bạn Ánh và Công thì sở dĩ thầy có cái ý nghĩ cần làm cái buổi này là bởi vì rằng là có lẽ rất đông người nghĩ rằng chúng ta cần một coach. Nhưng mà tất cả mọi người không nghĩ như thế. Tức là vẫn còn một cái khoảng cách rất lớn giữa những người chuyên môn và những người chưa chuyên môn, hoặc là chưa bao giờ được cái sự giúp đỡ, cái dịch vụ của coach. Cho nên là có thể không hiểu được cái vai trò của người coach nó quan trọng như thế nào và nó cần thiết như thế nào. Và dần dần thì cái nghề coach nó sẽ lan tỏa rất là nhanh nếu mà chúng ta làm khéo. Thế thì thưa các bạn, thầy đã từng có rất nhiều coach, và lúc đầu thầy cũng phản ứng y hệt như là ông CEO của Google đấy. Thầy cũng phản ứng như ông ấy và thầy bảo tao chẳng cần coach, tao làm cái gì tao chỉ cần chính tao thôi. Thế nhưng mà thật sự ra mình nói như vậy là mình chủ quan, bởi vì chính cái nghề coach là cái nghề mà cái bạn coach họ đem lại cho mình vô số là những thứ mà hôm nay chúng ta sẽ lần lượt chúng ta duyệt qua. Thứ nhất đó là người ta là một cái như là một cái gương mà mình để ngay trước mặt mình, người ta nghe. Và thầy cũng phải xin thưa với các bạn rằng là thầy có một coach mà chỉ ngồi nghe thầy thôi, và họ nhìn mình, và khi mà mình nhìn thấy cái ánh mắt của họ nó thay đổi khi mà mình nói rằng là mình sẽ làm cái này, làm cái này và làm thứ nọ, thì mình thấy cái ánh mắt đó nó linh động, như có cảm tưởng như có lúc nó đồng ý, có lúc nó không đồng ý, rồi có lúc nó thuận, có lúc nó không thuận, có lúc nó vui, có lúc nó buồn khi nó lắng tai nghe mình. Thì chính chỉ cần có thế thôi mà mình mới thấy rằng thứ nhất là cái ý kiến của mình nó tạo nên những cái cảm xúc, cái ý kiến của mình nó tạo nên những cái ảnh hưởng mà mình chưa đo được hết. Và đôi khi cái việc làm của mình nó còn phản cảm nữa, mà mình thật sự không có thể nào ngờ được. Thế thì tại sao như thế? Đó là tại vì rằng là cái thế giới ngày hôm nay nó khác cái thế giới ngày xưa ghê lắm. Cái thế giới ngày xưa đó thì nghề coach thì chẳng để làm gì cả. Bởi vì rằng là về mà mình gặp bố mình thì bố mình quát cho một cái, và mày hôm nay mày đang làm gì? Thế mà dạ thưa con đang đi học. Thế thì được, thế là xong. Đó. Tức là đứa nào mà học chăm học thì là như thế là tốt rồi. Thế nhưng mà thời nay đâu có như vậy. Thời nay đó, thứ nhất, các vấn đề nó phức tạp hơn nhiều. Thứ nhất là do cái thế giới ngày hôm nay nó rất là phức tạp. Mà nó phức tạp đến cái độ mà không người nào có thể nói rằng tôi biết hết cái gì nó đang xảy ra trên cái thế giới này.
Thầy có thể nói rằng thầy dạy mỗi ngày lúc 3 giờ sáng mà thầy đọc báo, thầy đọc hết tất cả mọi thứ báo. Mà thầy đọc đến 6 giờ sáng, tức là 3 tiếng đồng hồ mỗi một buổi sáng. Mà thầy có cảm tưởng như thầy mới đọc được vào khoảng 1% của cái tin tức thời sự thôi. Bởi vì nó không phải là thời sự chỉ có Covid với những cái chuyện nhi nhô này nọ đâu. Nó còn nhiều thứ lắm. Và nó còn thời sự về cả về bộ môn y tế, các bộ môn khoa học như là thiên văn, rồi các về nông nghiệp, rồi nhiều thứ lắm. Thế thành ra chúng ta có một cái thế giới cực kỳ là phức tạp để mà chúng ta theo dõi. Thế nhưng mà cái phức tạp hơn nữa, nó lại là cái câu trả lời rất là đa dạng mà mỗi người có thể tự đặt hay là tự cho khi mà cái chuyện gì nó xảy ra. Tức là có nghĩa rằng thế giới đã phức tạp nhưng mà cái suy diễn của chúng ta nó lại còn nhân cái sự phức tạp đó lên rất là nhiều. Thành thử ra khi mà mình đứng ở giữa cái vũ trụ này thì mình đứng giữa 7 tỷ người, đứng giữa một cái hệ sinh thái vũ trụ mà nó có đến không biết là bao nhiêu sao. Thế thì chúng ta rất là lẻ loi và chúng ta có lẽ cũng cần đứng cạnh một số người mà để xem cùng nhìn, xem là chúng ta có cảm nhận giống nhau hay không và chúng ta có nhìn vấn đề như nhau như hay không. Thế rồi đến khi mà phải lựa chọn thì nó lại phức tạp nữa. Tức là lúc nào chúng ta cũng phải lựa chọn. Trong cuộc đời của chúng ta mỗi giây mỗi phút là chúng ta phải lựa chọn. Thế thì chúng ta lựa chọn cái gì nó cũng lại là một cái sự phức tạp vô cùng. Và thành thử ra chốc nữa thì thầy có dịp trở lại, nhưng mà để trả lời câu hỏi của chị Hương thì thầy đã có rất nhiều coach mà những cái coach này họ tới với thầy một cách rất là ngẫu nhiên, nhưng mà dần dần chính thầy nhìn nhận họ đã đem lại cho thầy cái gì và thầy đã yêu cầu họ luôn luôn ở gần thầy. Thế thì lúc này thầy vẫn còn có 2 coach. Nói thế để cho các bạn thấy rằng là mình đã về hưu rồi đấy. Mình đã về hưu lâu rồi. Chẳng còn có chuyện tình ái gái mê, chẳng còn chuyện tiền nong rồi con cái xài đẹp, thế cái tất cả những chuyện nó không còn nữa. Mình chỉ còn có mỗi chuyện thôi, là mỗi một ngày chỉ ra nhìn biển sóng chào rồi nhìn trời xanh thế thôi đấy. Thế mà cũng cần đến 2 coach. Thì không biết là những bạn nào mà đang hoạt động này không biết là sẽ cần bao nhiêu coach. Thầy xin nhường lại lời cho chị Hương. Dạ, em cảm ơn thầy. Nghe thầy kể nói chuyện thì chắc là không mọi người không rút ra được đâu ạ. Nhưng mà cái câu trả lời của thầy rất là thú vị. Em rất là ấn tượng với việc thầy nói là coach giống như một cái tấm gương cho mình để mình nhìn thấy chính bản thân mình một cách trung thực, một cách khách quan thông qua cái gương đó. Thế và bản thân thì thế giới trước đây đã thức như thầy nói là rất là đã phức tạp và bây giờ càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, và thậm chí những người bây giờ không còn phức tạp như thầy mà cũng vẫn cần 2 coach thì có nghĩa rằng là vai trò của coach là rất là cần thiết ở đây. Đấy là em hiểu cái câu trả lời của thầy ạ. Và em cảm ơn thầy. Và bây giờ em sẽ chuyển sang một cái câu hỏi tiếp theo, các cái câu hỏi như ban nãy bạn Hiệp đã chia sẻ đó. Vì sao lại cần coach? Coach là gì? Coach có thể giúp gì trong chúng ta? Và trong những phần sau thì em sẽ lại xin thầy, xin mời thầy chia sẻ tiếp. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem trên slide. Nhờ các bạn chiếu slide. Có một số câu hỏi. Có một one by one. Dạ. Đây là một số cái câu trả lời khi ban tổ chức đặt các câu hỏi cho những người tham gia. Và các bạn, đây là một số cái câu trả lời mà chúng tôi nhận được. Coach là nghề mà người coach sẽ lắng nghe, đặt câu hỏi trước phản hồi của những người được coach. Người coach sẽ không làm hộ hay đưa ra cách làm, mà người được coach phải tự tìm hiểu điều đó qua các câu hỏi. Là công việc giúp khơi gợi suy nghĩ, sáng tạo, truyền cảm hứng để phát triển tiềm năng của những người được khai vấn. Coach là nghề giúp mọi người trở nên tốt hơn. Coach là quá trình người khai vấn đồng hành cùng với người được khai vấn nhằm giúp họ đạt được những mục tiêu, ước mơ, đi đúng hướng với những dự định, ước muốn ban đầu. Đây là một nghề chia sẻ giá trị, kết nối mọi người và giúp đỡ người khác thành công. Là người đồng hành chân thành trên con đường khám phá bản thân. Là quá trình đồng sáng tạo giúp khách hàng biến tiềm năng thành tài năng, làm chủ bản thân, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và là người theo sát huấn luyện, giữ tính kỷ luật,
có một người đi theo sát mình và giữ cho mình kỷ luật để đạt được những cái mục tiêu của mình thì có quan trọng không ạ? Đấy. À, đây chỉ là một ví dụ thôi các bạn ạ. Và có rất nhiều các cái câu trả lời rất hay mà chúng ta không có thời gian để chiếu lên đây được hết. Thế nhưng khi mà cá nhân Hương đọc những cái câu trả lời này thì Hương đặc biệt là vui, vì Hương thấy một điều rõ ràng rằng là cái nhận biết, hiểu biết của xã hội, của cộng đồng về công việc này đã hoàn toàn khác, và khác xa với lúc Hương bắt đầu chuyển sang làm coach toàn thời gian cách đây 4 năm. Và lúc đó Hương nói về coach thì mọi người không hiểu nó là cái gì cả. Và đã có người từng hỏi Hương là coach có phải là một cái đạo hay không? Đó. Thì và thậm chí Hương làm coach cả 1 năm rồi mà ông xã ở nhà vẫn còn hỏi rằng là anh vẫn không hiểu là em làm cái gì. Đó. Thế thì đây là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời. Và chắc là một số bạn cũng đã nhận ra được cái câu trả lời của mình trên màn hình. Rồi. Thế và Hương chia sẻ thêm một cái định nghĩa nữa, có một định nghĩa chính thống của Liên đoàn Coach Quốc tế, International Coach Federation. Coach là một quá trình làm việc đồng sáng tạo giữa coach và khách hàng. Qua đó coach truyền cảm hứng cho khách hàng, thúc đẩy suy nghĩ sáng tạo để phát huy tiềm năng tối đa, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân trong cuộc sống và sự nghiệp. Có nhiều định nghĩa về coach khác nhau, nhưng mà Hương đưa ra một định nghĩa của ICF. ICF là một tổ chức, một cộng đồng mạng lưới coach quốc tế lớn nhất thế giới. ICF là đơn vị cấp các chứng chỉ hành nghề về coach có giá trị trên toàn thế giới. Và để đạt được chứng chỉ của ICF thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải không chỉ giờ học mà còn có những giờ thực hành thực tế, và có tuân theo những cái quy tắc đạo đức của một người làm coach. Đó. Xong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta cũng sẽ được nghe chia sẻ nhiều hơn về ICF và về lộ trình để trở thành một coach chuyên nghiệp. Vì Hương biết rằng là có rất nhiều người đặt cái câu hỏi cho thầy Trường là về việc lộ trình để trở thành coach chuyên nghiệp là như thế nào. Về các hình thức coaching cũng liên quan đến, chúng ta sẽ có hai cái nhánh, Hương gọi là hai cái nhánh chính. Một nhánh là life coach, là coach các vấn đề về cuộc sống, và một nhánh về business coach, các vấn đề liên quan đến sự nghiệp, đến doanh nghiệp, đến business của mình. Thì đây chỉ là một ví dụ minh họa là coach có thể chia ra nhiều các cái nhánh khác nhau như thế này. Tất nhiên đây nó không phải là một cái danh sách đầy đủ, vì cái việc các coach họ có thể lựa chọn một khía cạnh rất nhỏ thôi, và họ tập trung, họ trở thành chuyên, họ chuyên sâu vào cái lĩnh vực của họ. Và không có ai ngăn các bạn lựa chọn bất cứ cái lĩnh vực nào mà bạn có cảm thấy mình đam mê, mình đem lại được giá trị, và mình muốn dành thời gian cho nó. Bạn có thể tự tạo ra một lĩnh vực coach của riêng bạn. Còn về life coach thì chúng ta có như là coach về làm cha mẹ, coach trong gia đình, coach hôn nhân, coach các mối quan hệ, coach về tâm linh, về sức khỏe, coach về phát triển bản thân. Có thể bản thân đâu đó thì nó sẽ vừa là cuộc sống và vừa là trong công việc sự nghiệp của mình. Thế còn về business coach thì nó có những nhánh như là về lãnh đạo, về coach cho quản lý cấp cao, coach marketing, coach sale, coach về hiệu suất công việc, vân vân. Đó. Thì có rất nhiều các cái nhánh khác nhau. Khi Hương mới chuyển sang làm coach, một cái câu hỏi Hương cũng đặt cho mình đó là thế thì mình cái lĩnh vực coach của mình nó phải là cái gì? Đó, về sau thì Hương hiểu ra rằng là nó rất đa dạng, nó rất phong phú. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra một lĩnh coach của riêng mình khi bạn muốn. Tất nhiên nó sẽ cũng vẫn có những cái kiến thức cơ bản, những cái bằng cấp để mình có thể trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Như vậy đấy là vài nét sơ bộ để cho các bạn nắm được là định nghĩa về coach của ICF là như thế nào. Và coach thì có các cái hai cái nhánh chính, và trong đó chia ra thành nhiều nhánh nhỏ như vậy. Ok. Thế và bây giờ chúng ta cái phần vừa xong nó hơi lý thuyết. Nhiều khi cứ nghe nói lý thuyết thế không nghĩ đến cái mọi người chắc chỉ mong ngóng được quay lại với thầy Trường thôi. vì những câu chuyện của thầy là rất đời, rất thật. Đó. Và thế thì bây giờ chúng ta lại được quay về với thầy. Cái câu phần tiếp theo mà chúng ta sẽ trao đổi là
Thế tại sao lại cần coach? Thì thưa thầy, thầy là một người đã học, đã sống, đã làm việc và dành phần lớn thời gian cuộc đời mình ở nước ngoài. Thầy cũng đã dùng coach một cách thường trực và có nhiều coach khác nhau đó. Thì đâu là lý do khiến thầy là cần đến coach rất là cụ thể đấy ạ? Chứ không chỉ nói riêng là cuộc sống phức tạp như ban nãy thầy đã nói rồi. Đâu là lý do thầy khiến thầy đến coach, cần đến coach, và thầy đã sử dụng coach của mình cho những việc gì ạ? À, thế thì thầy cảm ơn Hương. Thật sự ra thì thầy cũng phải nói cho tất cả các bạn biết rằng là thầy dùng coach rất là thường. Bởi vì mình nếu mà mình có một cái ý muốn làm cái gì cũng tốt nhất có thể, thì tất nhiên là nếu mà làm tốt thôi thì mình không cần coach. Nói thật tình là như vậy. Thế nhưng mà làm tốt nhất có thể thì nó có những cái góc cạnh mà chúng ta bất ngờ lắm. Thầy có một coach người Pháp bằng tuổi thầy. Buồn cười lắm, hai coach của thầy trên đời này đều là những người bằng tuổi thầy. Thế nhưng mà nó làm sự ngẫu nhiên chứ nó không phải là sự lựa chọn. Cái người coach người Pháp ấy, thì luôn luôn thầy hỏi họ về cái nội dung của vấn đề. Thí dụ như thầy đặt ra một cái vấn đề thì bạn ấy sẽ nói rằng thế thì bạn Phan Văn Trường, bạn lý luận làm sao, cái nội dung thì bạn cho cái gì vào trong nội dung, cái gì ngoài nội dung. Thế xong rồi thì sau khi mà mình nói xong thì bạn kia chỉ đôi khi chỉ nói một câu thôi, bảo rằng là này phải chú ý thêm cái góc cạnh này một tí, tại vì rằng là nếu bạn không chú ý đến góc cạnh đó thì nó làm lệch cái hình ảnh mà bạn tạo ra về cái câu chuyện này. Thí dụ như là mình bàn về trong cái doanh nghiệp của mình bàn về cái doanh số, doanh thu của mình bàn về cái lợi nhuận của mình, thế thì bạn kia lại nói rằng nhưng mà đấy, bạn đừng quên nhân sự nhé, bạn đừng quên nghiệp đoàn đấy, bạn phải cẩn thận đấy, là tại vì khi mà bạn làm mà không có cái sự ủng hộ của nghiệp đoàn thì tất nhiên là bạn sẽ không làm được việc đâu. Đấy, họ chỉ nhắc nhở mình thế thôi, thế là đủ. Thế nhưng mà bạn nó lại có cái hay là thế này, là bạn nó cái tính tình của bạn đó khác hẳn thầy. Do đó cho nên là mình rất thú vị ở cái chỗ là mình ở cái thái cực nào thì họ đang ở thái cực kia. Thành thử ra mỗi khi mà họ phát biểu ra đó thì mình thấy cái thái cực kia nó phản ứng như thế nào đối với cái thái cực này. Nó tạo nên một cái sự đầy đủ trong cái sự lý luận của mình. Thế thì nhiều khi mình bảo rằng là trong cái chuyện này thì mình phải làm như thế nào. Thế thì đây là mình đi vào cái hình thức, tức là cái thể thức mình làm chứ không phải đi vào nội dung nữa. Thì chẳng hạn như thầy bảo tôi cái chuyện này tôi phải làm mạnh chứ không thể nào làm nhẹ được. Chuyện này tôi phải làm rất mạnh, mà có những lời ăn nói rất là mạnh, mà tôi sẽ ra cái buổi hội nghị tôi sẽ nói như thế này, tôi sẽ nói như này. Thì bạn kia bảo rằng là nhưng mà bạn mà nói như thế đấy thì bạn sẽ không thuyết phục được những cái người như tôi. Những người như tôi mà ngồi trong cái buổi họ đó, họ sẽ phản cảm và họ sẽ nghe với cái tai khác. Thế thì mình nghe như thế thì mình giật mình, và mình thấy rằng là cái người coach này đã giúp cho mình hiểu được là mình còn hơi thu hẹp quá, mình còn đánh cái gươm nhưng mà mình không nhớ rằng cũng có những người cầm cái cung, có những người dùng cái kiếm, cũng có người dùng cái súng, trong khi mình cứ chủ quan mình cầm cái gươm là mình tưởng rằng là cái gươm là đủ. Thế thành thử ra cái người này là một cái người cực kỳ là cần thiết cho thầy. Thế cái người thứ nhì đấy thì lại là người Việt Nam. Anh bạn này đó thì ngày xưa là bạn học, thế nhưng mà dần dần thì anh ấy trở thành một thầy tâm linh. Người ta có thể trở thành thầy tâm linh nó 30 tuổi, và đến khi người ta 70 tuổi thì người ta là một người thầy tâm linh cực kỳ là uyên thâm. Và bạn này đó thì chuyên môn tặng cho thầy những cái ý nghĩ về cái khuynh hướng của cuộc đời của mình. Ví dụ như mình nói rằng là để tôi sắp sửa làm cái việc này đó, bạn thấy sao? Bạn ạ, trông tướng của bạn và trông cái bản kinh dịch của bạn nó không có thuận lợi lắm đâu. Thành ra bạn làm cái lúc này chưa chắc gì là lúc mà phải làm cái chuyện này, có cần thiết không? Đây là cái chuyện mà chấp nhất. Thế như cái thứ nhì đó, bạn mới nói rằng nếu mà bạn vẫn muốn làm ấy thì cái quẻ dịch này nó giải thích cho bạn rằng bạn nên có những lời lẽ nhẹ nhàng. Thế mà có những lúc khác thì cái quẻ dịch nó bảo rằng là cái này là đang thừa thắng xông lên, cờ nó vung phất là mình cứ thấy mình đi thật nhanh càng tốt. Đó, thì thành thử ra những cái người coach này đó là người ta đưa mình hẳn vào một cái thế giới mà mình có đôi khi rất là bất ngờ. Thế thầy phải nói rằng chỉ có hai người này thôi cũng đã trong 30 năm trời đã hướng dẫn thầy rất nhiều.
nó không thay đổi cái nội dung của việc làm của mình, nó không phải là cái người quyết định thay mình. Nhưng mà khi mà mình phát biểu ra cho họ cái ý muốn của mình, cái quyết định của mình, cái khuynh hướng của việc làm của mình, thì họ chữa một tí, họ bảo rằng có lẽ không phải lúc, có lẽ không phải phong cách này, có lẽ phải làm nhẹ hơn, mạnh hơn. Thì tất cả những cái lời nói đó nó có tác dụng. Thế nhưng mà cái tác dụng quan trọng nhất là thế này, là cả hai người luôn luôn tạo cho thầy cái sự tự tin. Là khi mà người ta bảo rằng là anh cứ làm thế này là anh yên tâm, cái xác suất mà thành công nó cao. Thế thì người ta tạo cho mình cái sự tự tin, và chính cái sự tự tin đó nó cho phép mình ăn nói một cách rất là rành mạch, mình vui vẻ, mình phát biểu, mình cho mọi người thấy rằng là cái việc làm của mình có suy nghĩ nhiều, mình có nghĩ đến tất cả các cái quyền lợi của tất cả các mọi giới, chứ không phải là riêng quyền lợi của một nhóm người nào. Thế thì một khi mình làm như thế đó, thì mình có cảm tưởng như là mình giữ cái phần đạo đức về phía mình, chứ không phải là mình làm bừa. Nó không có chuyện làm bừa. Thế thì đấy, thì thầy xin trả lại cái micro. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Cái phần chia sẻ của thầy làm em nhớ đến cái ý kiến mà Eric Schmidt, CEO của Google có nói. Đó là anh ấy nói rằng là khi coach đó là người cho mình những cái góc nhìn khác nhau đi, khác nhìn quan sát mình, quan sát hành động của mình và cho mình một cái cách nhìn khác đi. Và đa số người ta là đều không có khả năng nhìn mình một cách khách quan. Đó. Thì em thấy rằng là cái việc có những cái góc nhìn khác đi, nhìn thấy như thầy nói đấy, là cái anh coach người Pháp đấy là một cái thái cực khác của thầy. Mình đã biết cái phần của mình rồi, nhưng cái phần kia là có thể là phần của anh ấy và phần của những người khác. Đó, thế khi mình có cái đó, mình match vào với nhau thì nó thành một cái gì đấy trọn vẹn. Thì em có thể hình dung ra được là coach đó là người bổ trợ cho mình, cho mình các cái góc nhìn khác nhau, và mình sẽ có những cái lựa chọn khác nữa. Và một cái yếu tố đó là cái việc tự tin, em cũng thấy rất là thú vị ở đây ạ. Vì đấy, nhiều khi trong cuộc sống mà bản thân em cũng đã từng có những cái trải nghiệm mà khi em còn làm ở Đại sứ quán Anh đó, thì cái anh một anh đồng nghiệp cấp cao hơn của em, anh ấy cứ thuyết phục em và anh ấy nói rằng là mọi người có niềm tin vào bạn, tại sao bạn lại không tin vào bạn? Đó, bạn cứ nói là bạn cần phải tin vào bạn, đến người khác tin bạn, tại sao bạn lại không tin bạn? Đó, thì cái đấy em mới thấy rằng là cái việc bản thân mình có thực sự có niềm tin và tự tin vào mình làm không phải là chuyện dễ. Thế và coach là người làm cho mình được cái đó. Thì đấy là hai giá trị rất là tuyệt vời. Em cảm ơn thầy. Và em cũng muốn chia sẻ thêm một số các cái ý nữa về việc là coach có thể đem lại giá trị cho mình từ cái góc nhìn của em, cái lý do tại sao cần coach. Tại sao mình lại cần coach? Vì cũng như những cái ý thầy nói đó, là mình có thể hiểu bản thân mình hơn. Coach là người giống như một cái tấm gương, giúp cho mình nhìn thấy bản thân mình hơn, tiếp tục khám phá bản thân mình, nhìn thấy những cái tiềm năng ở bên trong mình, khẳng định lại xem những cái mà mình làm đó có phải đúng không. Thì đấy là một cái phần để giúp mình hiểu chính bản thân mình, là một phần em thấy rất là có giá trị. Và quan sát hành động, đưa phản hồi và giúp cho chúng ta tiến bộ hơn. Đây chính là một cái ý mà thầy chỉ vừa chia sẻ, và cũng là điểm mà Bi Kết nói. Đó là chúng ta chỉ có thể tiếp tục phát triển hoặc tiến bộ hơn khi chúng ta biết chúng ta phải làm gì khác đi. Và coach là người giúp cho chúng ta nhìn ra được những cái đó với một cái phản hồi, và phản hồi trung thực đấy, rất trung thực của coach. Và một ý nữa anh thấy đó là coach giúp chúng ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng và có ý nghĩa đối với mình. Thế thì ở đây thầy xin can thiệp vào một chút. Vâng ạ. Nhiều khi mấy anh bạn của thầy, dạ, họ trong lúc mà mình bàn cái câu chuyện thì mình đang buốt lắm, mình đang vẻ rất là nghiêm nghị, mình tới nhăn nhó, mà mình tới với các bạn ấy xong rồi các bạn ấy thì nhìn mình một cách rất là ngạo nghễ và tươi cười, mình bảo chết không biết tại sao mà họ lại nhìn mình một cách có vẻ thách thức như thế này, mình thì mình đang có vấn đề lớn mà sao mà họ lại nhìn mình một cách như thế này. Thế nhưng mà xong rồi sau đó khi mà mình trình bày cái vấn đề ra đó, thì anh bạn người Pháp anh bảo rằng là tại sao vậy nhỉ, tại sao anh nghĩ như thế. Thế xong rồi thầy giải thích là tôi nghĩ như thế là tại vì nhưng mà tại sao thế. Thế thì anh cứ hỏi tại sao thôi, anh chỉ dùng có một chữ tại sao, anh hỏi 10 lần
Và sau khi anh hỏi chữ tại sao 10 lần anh cũng không giúp mình cái gì cả, và anh bảo thế thì anh đã hiểu chưa. Và rõ ràng là anh hỏi mình có 10 lần tại sao thôi, rồi mình đi về đầu mình cụp xuống và mình thấy rằng là rõ ràng mình lầm, là bởi vì mình không trả lời được 10 cái câu tại sao của anh. Dạ, dạ. À, có nghĩa rằng là mình làm không có lý do. Mình làm là lúc đó mình mới thấy rằng rõ ràng mình hồn nhiên, mình đâm vào một cái vấn đề mà mình đâm vào sai cái góc cạnh, mình đâm vào sai lúc, mình đâm vào sai người, mình đâm vào sai việc. Thế thì khi mà chúng ta mà làm không đúng việc, đúng người và đúng lúc thì tất nhiên là chúng ta làm sai mọi thứ. Thành ra là cái người coach đến lúc đó nó buồn cười thế. Người ta chỉ nói đúng 10 chữ là why, 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 why. Nói xong 10 lần why, tại sao, thì là mình hiểu được rằng là mình sai lầm. Là đấy là sức mạnh của câu hỏi ạ. sức mạnh của việc đặt câu hỏi, và đấy là cái điều tạo ra cái sự khác biệt lớn giữa coach và những người bình thường. Và đặc biệt khi làm coach thì mình còn đặt thêm, mình sẽ có kỹ năng đặt những câu hỏi mạnh mẽ, powerful question. Những câu hỏi nó không phải là thông minh nhưng mà nó là câu hỏi đúng lúc, đúng nơi, như thầy nói đấy ạ, thì sẽ giúp cho người ta tìm ra được, tháo gỡ được cái mấu chốt của vấn đề. Em cảm ơn thầy. Và cái ý mà tập trung vào những điều thực sự quan trọng với mình thì em nghĩ là chính là cái điểm mà thầy nói ngay từ đầu, thầy chia sẻ ngay từ đầu, đó là cuộc sống có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều lựa chọn cho chúng ta. Và đôi khi em còn cảm thấy rằng là bây giờ chúng ta nói không thì sẽ khó hơn là nói có. Vì có quá nhiều cơ hội, quá nhiều lựa chọn và chúng ta không biết là mình phải lựa chọn cái gì. Chỉ liệu chúng ta có lựa chọn cái lựa chọn của người khác không, chứ không phải lựa chọn của chính bản thân mình. Đó, thì coach sẽ là người giúp cho chúng ta biết được là điều gì thực sự là có ý nghĩa với mình và quan trọng đối với mình. Ở đây thầy xin phép có một bổ sung, xin phép Hương có một bổ sung. Dạ. Nó trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nó có cái sự đi song song giữa lý trí với cảm xúc. Khi mà mình mà có một cái lý luận rất là mạnh mẽ về lý trí thì cái người coach phải giúp chúng ta đi vào cái thế giới của cảm xúc. Tức là người ta bảo đấy anh ạ, à, anh làm cái chuyện này đó, nó có đụng chạm. Thế thì anh bây giờ anh hãy lý luận bằng trái tim của anh chứ anh đừng lý luận bằng lý trí của anh nữa. Tại cái lý luận lý trí nó đích xác lắm, nó vuông lắm, nó cục lắm. Chứ nó không có mềm. Thế thì thành ra là chính cái lúc đó là cái lúc mà cái người coach bảo rằng dùng cảm xúc đi, dùng trái tim đi, dùng cái lương tri một chút để xem cái chuyện mình nó ra làm sao. Thế nhưng mà đôi khi mình lại đi tới coach mình ủy mị quá. Mình bảo mày ơi tao mê cái cô đó quá mà cô ấy vừa bỏ tao rồi mày ạ. Tao bây giờ tao khóc suốt đêm, thế thì bây giờ làm sao? Bảo mày đứng lên một tí, phải lý trí một tí. Ở trên đời này có 1 tỷ người phụ nữ đẹp và 1 tỷ người phụ nữ rất là dễ thương, mà yên tâm cô ấy đi rồi thì đấy, tức là người ta dùng cái lý trí để mà người ta chấn tĩnh mình. Người ta bảo rằng là bạn ạ, bạn đang ủy mị quá, bạn đang chìm trong cái cảm xúc của bạn quá. Thế thành thử ra cái người coach đó nó có một cái nghề rất khó là luôn luôn dùng lý trí để mà phản chiếu một cái người đang có cảm xúc cao, cũng như là dùng cảm xúc, dùng cái sự lời nói của trái tim, lời nói của tâm khảm để mà tạo nên cho cái người lý luận bằng lý trí hiểu rằng cái tình huống của bạn nó cũng cần có một chút nó cần chút cảm xúc, cần chút sự cảm nhận bằng tâm thần, chứ không phải chỉ là một cái lý luận thuần túy lý trí. Dạ. Đấy là yếu tố về việc đồng cảm hay là thấu cảm, phải không thầy? Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Và tiếp theo vẫn còn một vài ý nữa. Đây là một cái ý cũng rất là quan trọng trong việc là tại sao chúng ta lại cần coach. Vì trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta biết, có rất nhiều thứ chúng ta muốn. Chúng ta biết chúng ta rất muốn nó đấy, nhưng chúng ta không hành động được, hoặc chúng ta không theo đến cùng để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Hoặc chúng ta khởi động nhưng sau một thời gian thì chúng ta lại đi chệch hướng vì chúng ta quên cái mất cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến là gì. Thì coach chính là người có thể giữ cho bạn tập trung vào cái mục tiêu mà bạn mong muốn và giúp bạn đi được đến đích đấy. Họ là người đồng hành để đồng sáng tạo cùng với bạn để đạt được cái mục tiêu mà bạn mong muốn. Một coach chuyên nghiệp và một coach nghiệp dư sẽ khác nhau như thế nào?
Thì trong cái phần này thì Hương sẽ mời hai coach sẽ chia sẻ. Ở đây coach Dương Quỳnh Dương, Dương Thúy Quỳnh, bạn Quỳnh là người Hương được biết bạn vì bạn đã từng làm học viên của Coach for Life. Quỳnh hiện tại đang là giám đốc truyền thông của công ty Navigos và có 20 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và trải nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các công ty cung cấp các dịch vụ truyền thông, ngân hàng thương mại, và hiện tại Quỳnh đang đảm nhiệm vị trí giám đốc truyền thông tại Navigos Việt Nam, tập đoàn sở hữu Việt Nam Quốc, và Navigos Search, chuyên cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam. Quỳnh ơi. Vâng, em chào thầy Trường và em chào chị Hương cũng như tất cả các anh chị em ạ. Dạ, vâng ạ. Chị muốn đảm bảo là Quỳnh đang có mặt ở đây. Dạ vâng. Okay. Em ở đây suốt từ đầu ạ. Chị có biết. Cảm ơn Quỳnh đã đồng ý chia sẻ với các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì chị biết là Quỳnh đã học coach từ 18 tháng trước. Và rất gần đây thôi, mới đây Quỳnh đã lấy chứng chỉ ACC của ICF. Quỳnh có thể chia sẻ rất ngắn gọn về cái hành trình để trở thành coach của mình với các bạn ở đây được không? Vâng ạ. Trước hết em cảm ơn chị Hương đã mời em tham gia vào chương trình chia sẻ này, và em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trường về những chia sẻ mà em đã được lắng nghe từ đầu đến giờ, và em thực sự là rất ngưỡng mộ thầy vì đến thời điểm này thầy cũng nói thì đã 74 tuổi và đã nghỉ hưu, nhưng mà thầy vẫn có hai coach, nghĩa là em nhìn thấy ở cái tinh thần tiếp tục học hỏi của thầy rất là cao ạ. Và thực sự là em rất là ngưỡng mộ thầy. Rồi ạ, thế còn bây giờ em chia sẻ ngắn gọn. Chị Sương nói là em muốn chia sẻ ngắn gọn về cái quá trình học tập coach của em đúng không chị? Về cái hành trình, cái lộ trình mà em trở thành coach, và hiện tại bây giờ là em đã lấy chứng chỉ ACC của ICF. Trình của em, cái lộ trình, vì có rất nhiều các bạn đặt cái câu hỏi là lộ trình để trở thành coach như thế nào. Vâng. Thực ra thì cách đây 18 tháng, chị Hương nhớ, em nhớ chính xác đó là tháng 12/2018, khi mà em học khóa coach của CFL và VCI. Thì khi em đến với coach lúc đó, em cũng chưa biết nhiều về coach, mà em đang tìm kiếm một con đường với một cái sự chuyển hướng về mặt nghề nghiệp sau 20 năm gắn bó với nghề truyền thông. Thì em muốn tìm hiểu là vậy thì có một cái nghề nào mà em có thể gắn bó đến khi, ngay cả khi em lớn tuổi, ngay cả khi em đã nghỉ hưu, thì đâu là cái nghề mà em vẫn tiếp tục đóng góp được cái giá trị của mình. Thế thì em học coach và em thấy ok, wow, coach là phù hợp với cả con người mình và hướng đi. Và từ đó đến bây giờ, tháng 1/2019 em tốt nghiệp, và đến bây giờ là tháng 4/2020, thì em đã liên tục học coach để và thực hành coach để đạt được cái chứng chỉ đầu tiên, đó là ACC. Hiện tại ngoài công việc làm phụ trách truyền thông của tập đoàn Navigos thì em cũng là một coach nội bộ, chuyên coach cho các quản lý ạ. Ok, cảm ơn Quỳnh. Quỳnh có nói là Quỳnh đã liên tục học và ngoài cái việc học để lấy chứng chỉ đấy thì Quỳnh có phải làm gì, học và thực hành nữa đúng không Quỳnh? Dạ vâng ạ. Vâng. Dạ. Em liên tục thực hành từ tháng 1/2019 cho đến bây giờ. Tức là trên cái pipeline của em ấy ạ, là liên tục là em sẽ có khoảng 14 phiên coach một tuần. Tức là 2 phiên coach một ngày ạ. Dạ. Bởi vì là em cũng có cái mục tiêu là trở thành PCC trong năm 2021, và hoàn thành cái khóa học executive coach trong năm nay. Cho nên là em sẽ liên tục vừa học vừa hành ạ. Ok. Đấy là một cái gì, khi Quỳnh nói về, Hương muốn chia sẻ thêm một chút xíu ở đây, đó là cái hành để trở thành ICF coach thì chúng ta không chỉ học mà đòi hỏi là phải có giờ thực hành thực tế và phải có tham gia các cái cuộc thi. Cuộc thi có khoảng 250 câu hỏi trong vòng 3 tiếng để các bạn lấy được cái chứng chỉ đầu tiên của ICF. Thì Hương còn nhớ là Quỳnh là người có cam kết cực kỳ cao trong cái việc thực hành coach,
Quỳnh liên tục dùng các cái buổi trưa của mình để coach thêm và để đảm bảo mình vừa thực hành và mình có được số giờ cần thiết để làm coach. Thì cái ý mà thì mọi người thấy ở đây rằng là cái việc trở thành coach thì nó cũng đòi hỏi phải mất nhiều công sức đấy, nhiều mồ hôi và nỗ lực của mình, chứ nó không chỉ đơn giản rằng là mình thay đổi cái title của mình từ việc là ok bây giờ mình không gọi mình là đào tạo nhân viên hay là dạy nhân viên nữa, mà mình hay là mentor nhân viên nữa, mà mình lại gọi mình là coach nhân viên. Nó không phải như vậy. Cái đó là cái mà điểm đầu tiên mà Hương thấy nha, từ cái chia sẻ của Quỳnh. Và Quỳnh vừa đề cập đến một khía cạnh là coach nội bộ. Thì thực sự là coach nội bộ là một cái khái niệm vẫn còn rất mới, và kể cả ở trên quốc tế, theo như Hương biết thì rất nhiều công ty, nếu như họ có đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chỉ có một phần nhỏ, và họ là có những cái vị trí là kiêm nhiệm đó, là một người họ vẫn có công việc của họ và làm thêm một cái phần coach. Thế còn đối với Quỳnh thì hiện tại thì Quỳnh đang dành bao nhiêu thời gian cho coach nội bộ, và công việc của coach nội bộ trong tổ chức Quỳnh là như thế nào? Vâng, thực ra thì đúng là em vẫn được ăn lương là giám đốc truyền thông chị ạ, chứ em chưa được ăn lương là người coach nội bộ. Thế cho nên là em đang phải kiêm nhiệm, vì em cũng thấy ở tại Việt Nam ấy thì rất là khó có một cái vị trí là internal coach toàn thời gian, đa số thì vẫn phải làm kiêm. Thế thì cái thời gian hiện tại mà em đang dành cho coach thì cũng tương đối là nhiều, như em vừa mới chia sẻ với chị, nghĩa là em sẽ có hai phiên coach cho các bạn ở trong nội bộ, và một tuần sẽ có khoảng độ 14 phiên như thế. Thì công việc chính của em á là em sẽ bởi vì em cũng là thành viên của ban giám đốc công ty, cho nên là đứng ở góc độ của người lãnh đạo thì em nhìn thấy được những vấn đề đang nổi cộm về mặt nhân sự ở trong công ty của em. Đó có thể là tỷ lệ nghỉ việc cao, đó có thể là những cái sự hoang mang khó khăn khi những cái người quản lý trẻ mới lên làm quản lý, hoặc là những cái người mới gia nhập công ty vẫn còn có những cái chưa bắt kịp được với văn hóa cũng như là cái yêu cầu của công ty, mặc dù bên em rất là mạnh về training. Thì đứng ở cái vai trò là một thành viên của ban giám đốc thì em nhìn thấy những điều đó, và em đã chủ động đề xuất với cả một đơn vị thành viên, một đơn vị kinh doanh thành viên ở trong công ty của em. Khi em hỏi người lãnh đạo ở đơn vị thành viên đó về những cái vấn đề trăn trở của họ trong cái việc mà thu hút và giữ chân nhân tài, thì họ còn nói là họ muốn nhờ em coach cho những cái bạn new team leader, những cái bạn mà vừa mới lên làm quản lý. Thì hiện tại em đang giúp coach ở một cách chính thức cho các bạn mới lên làm quản lý đó. Đấy là công việc của em. Rất là cụ thể, và một cái điều mà Hương nhận thấy rằng là đó khi vai trò của coach là với nhiệm vụ, với cái góc nhìn của Quỳnh đó, là nó sẽ chạm đến những cái vấn đề rất là nhức nhối, rất là đau đầu cho doanh nghiệp của mình. Là một cái bất cứ một cái tổ chức nào đều mơ ước có một người coach, có những người chuyên trách, có những người có thể giúp mình giải quyết những cái vấn đề như là những cái với nhân viên mới làm sao giữ chân họ. Họ đã ở trong tổ chức rồi, họ có tài năng, họ có năng lực rồi, làm nào để phát triển họ lên. Đó, thì nhất là trong cái thời buổi mà mọi thứ, việc giữ chân được nhân sự ở trong tổ chức là một cái thách thức đối với tất cả các công ty. Thì nếu mà Quỳnh làm được cái vai trò đó thì chị thấy là chắc là ngày xưa Quỳnh có mong ước là muốn làm coach độc lập, nhưng chắc là bây giờ khó ra được làm độc lập lắm nếu okay. Tới chắc là em vẫn muốn làm trong coach nội bộ, bởi vì em phải nói thật là đó là bên công ty em là toàn các bạn trẻ ạ. Toàn các bạn ở thế hệ 8X, 9X và đã có khoảng độ từ 5-7% là những cái bạn thuộc thế hệ Z. Cho nên đấy là một cái tài nguyên về coaching vô cùng là dồi dào. Và em nhìn thấy được cái họ chính là những cái họ chính là cái nguồn lực vô giá mà em với vai trò là một người là lãnh đạo ở trong công ty phải có trách nhiệm trong cái việc là gìn giữ để phát triển họ. Chính vì thế mà em nhìn thấy cái con đường của mình đang đi ở đây nó rõ ràng hơn. Tất nhiên nó còn có rất là nhiều những cái khó khăn, thế nhưng mà em cũng đang tiếp cận dần với cả ban lãnh đạo, đặc biệt là bên bộ phận nhân sự, để đưa ứng dụng của coaching vào trong doanh nghiệp rộng hơn và sâu hơn ạ, trong thời gian tới.
Và khi mà có rất nhiều bạn khi nghĩ đến làm coach thì chỉ lo đặt một cái câu hỏi, các bạn chỉ đặt câu hỏi là lại có sống được bằng nghề coach không, ra làm coach thì có khách hàng hay không. Và trong cái quá trình đào tạo của bọn mình, của bên Coach for Life, thì Hương thấy một điều rằng là các bạn đừng nhìn nó hẹp như vậy. Coach không phải chỉ đơn giản là bạn phải bỏ việc, không phải là nghĩa là học coach là bạn phải bỏ việc của bạn để bạn bắt đầu một cái sự nghiệp mới, làm một cái công việc mới, lao vào lĩnh vực khác. Chúng ta có thể hoàn toàn sáng tạo trong cái việc sử dụng coach trong cái môi trường hiện tại của mình. Và Quỳnh là một cái ví dụ về việc rằng là hoàn toàn đưa coaching vào trong doanh nghiệp của bạn. Và đấy cũng là một cái mô hình mà các doanh nghiệp ở Việt Nam rất là cần hiện tại. Và bên Coach for Life cũng làm việc với một số công ty để xây dựng văn hóa coach trong tổ chức của họ. Câu hỏi cuối cùng mà chị muốn hỏi Quỳnh đó là, Quỳnh, theo Quỳnh thì coach chuyên nghiệp sẽ khác với coach nghiệp dư như thế nào? Vâng, từ khi theo đuổi nghề coach ạ, thì em cũng đã tự đặt ra cho mình một cái tiêu chuẩn rất là cao, đó là phải đạt được các chứng chỉ cần thiết của một người làm coach. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì đã quen thuộc tổ chức coach quốc tế ICF là một tổ chức quen thuộc với người Việt Nam mình hoặc là trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, và họ là một tổ chức chứng nhận nghề coach lớn nhất trên toàn cầu. Thế thì trong quan điểm của em á, thì một người coach chuyên nghiệp là một người phải đạt được chứng chỉ của ICF, tối thiểu là ACC, và tiếp theo có thể là PCC và MCC. Bởi vì nghề coach ấy, thì nó giống như những cái nghề professional khác, đó là phải đạt được cái social proof. Vì là cái đầu vào của nghề coach ấy, là họ không yêu cầu anh phải học tiến sĩ hay là phải tốt nghiệp đại học thì anh mới có thể học được nghề coach. Chính vì thế mà cái quá trình học hành và thi của họ là rất là khắt khe. Bản thân em cũng vừa trải qua cái kỳ thi ACC, không chỉ là thi viết, thi qua nộp cái bài practice của mình qua cái phần record, mà phải cam kết về mặt thời gian, cũng như là nắm rất là vững những cái năng lực cốt lõi của cái người làm coach. Chính vì vậy theo em, đầu tiên cái việc mà có chứng chỉ của ICF đó là điều kiện tiên quyết để có thể nói rằng mình là một người coach chuyên nghiệp. Okay. Thứ nhất đấy là về mặt chính trị. Thứ hai nữa đó là cái việc như em thấy chị cũng như là thầy và các bạn cũng vừa mới trao đổi, đó là cái khả năng tự học hỏi rất là nhiều, và từ cái cũng như là tự self coach nữa. Đồng thời mình luôn luôn phải tìm ra được cái market mà mình sẽ phục vụ ấy ạ. Tức cái lĩnh vực nào có người sẽ là life coach, nhưng mà trong life coach thì cũng rất là đa dạng luôn, và trong executive coach cũng rất là đa dạng. Vậy thì mình muốn thể hiện cái chuyên nghiệp đấy của mình thì giống như là phi công ấy ạ, phải có giờ bay, phải có một cái giờ bay, ví dụ như là 10 giờ, 100 giờ, 1000 giờ, vài chục nghìn giờ, nó sẽ rất là khác với cả những người chỉ có số lượng giờ ít. Tức là nó đòi hỏi một cái sự practice, một cái sự rèn luyện liên tục trong nghề và trong cái lĩnh vực mà mình làm. Ví dụ như là em đang làm về executive và leadership coach thì cái đối tượng coachee của em sẽ chủ yếu tập trung vào những cái bạn làm quản lý và những nhà lãnh đạo. Thì như vậy em mới có thể có được nhiều trải nghiệm từ những người coachee của mình ở trong cái lĩnh vực mà mình làm. Thì qua đó mình mới học hỏi được để mình có thể trở thành một cái người gọi là coach chuyên nghiệp trong lĩnh vực mình làm. Thì đấy là cái quan điểm của em ạ. Cảm ơn Quỳnh rất nhiều. Chị rất... mặc dù cũng đã có nhiều lần nói chuyện với Quỳnh, nhưng nghe Quỳnh chia sẻ chị vẫn rất là enjoy, rất hào hứng với câu chuyện của Quỳnh. Cảm ơn em. Và Quỳnh còn nói đến một cái khía cạnh, đó là cái lĩnh vực coach của mình, đấy cũng là một cái trong cái quá trình mình làm việc, ngoài cái việc bằng việc chứng chỉ học hỏi, rèn luyện số giờ bay, nghĩa là số giờ coach thực tế của mình, thì cái lĩnh vực coach của mình cũng là một cái mà cũng rất nhiều người băn khoăn thầy ạ. Khi mà họ mới bắt đầu làm coach, họ cứ nghĩ, các bạn cũng hay hỏi rằng là thế thì mình nên coach trên lĩnh vực nào. Thì với cái trải nghiệm của em thì em thấy rằng là chúng ta sẽ không thể nói được ngay là chúng ta nên coach cái gì và nên coach vào lĩnh vực nào, vì cái đó nó đòi hỏi mình phải có trải nghiệm.
vì mình đã coach thực tế đâu, mà mình biết được rằng là mình nên làm cái gì. Thế thì cái việc mà Hương muốn chia sẻ với mọi người ở đây là chúng ta sẽ phải dấn thân vào đó, sẽ phải thử các lĩnh vực và xem cái gì là cái chúng ta tạo ra giá trị cho người khác và cái gì nó đem lại niềm vui cho chúng ta khi chúng ta làm cái việc đấy. Chúng ta có thể lựa chọn dựa trên những cái trải nghiệm, những cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Mặc dù chúng ta không coach, nhất coach không cần thiết phải có chuyên môn trong lĩnh vực của coaching, nhưng nếu chúng ta là một chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy và chúng ta coach cái lĩnh vực đó thì đó là một lợi thế so sánh của chúng ta, một cái phần lợi thế đó. Đấy là điểm Hương muốn chia sẻ thêm. Em không biết thầy có ý kiến gì, thầy có muốn thầy rất đồng tình với thầy rất đồng tình với Hương và thầy nghe Quỳnh một cách rất là thích thú. Ở đây đó, thì thầy xin phép một vài phút để đưa các em vào một cái thế giới nó hơi khác đi một tí, để cho các em nhìn rõ hơn cái việc mà khai vấn là một lãnh đạo trước nhất, một lãnh đạo của một doanh nghiệp trước nhất là phải là một người coach rất là giỏi. Thế thì nghe có được không? Bảo rằng là nếu thế thì có người nói rằng người lãnh đạo này có phải là người khai vấn chuyên nghiệp đâu. Thế nhưng mà thầy thì riêng thầy thì cái kinh nghiệm của thầy là như thế này. Suốt cuộc đời của thầy, thầy là một người lãnh đạo thành công, rõ ràng là thành công, tại vì cái kết quả nó không chối cãi được. Đấy. Nhưng mà thầy toàn coaching thôi. Thầy làm cho cái nhân viên của thầy có rất nhiều động lực. Mà nhân viên có cảm tưởng như là ông sếp của mình hiểu thấu mình và chấp nhận những yếu đuối của mình và sẵn sàng tạo ra cho mình những cái cơ hội để mà mình xuất phát được những cái tài năng của mình. Đấy. Thế không những thế, thầy lại còn tạo những cái điều kiện để có cái sự tương tác rất là lớn giữa những người rất là khác nhau. Thế thì như thế thì một người lãnh đạo có thể gọi rằng là người này là một người coach có nghiệp dư, nhưng mà cái nghiệp dư này nó khá quan trọng, nó còn nặng hơn cái nghề lãnh đạo luôn nữa, chứ là tại vì là cái người này là người coach. Thế bây giờ mình nói một cái ví dụ khác nữa, ở trong lĩnh vực giáo dục. Ở đây thầy biết rằng là có một vài người bạn đang nghe mà họ làm về giáo dục, nhất là giáo dục về nghệ thuật. Thầy hello chào Hậu ở đây, Hậu là một thành viên của cái nền. Chào. Cái nghề coach trong khi mà mình làm giáo viên đó, cái nghề coach theo thầy cũng là một nghề rất quan trọng. Tất cả những giáo viên nào mà không là coach đó, là những giáo viên không thể thành công một cách hoàn hảo được như là một giáo viên. Thầy nhớ ngày xưa đó, thầy có những người thầy, thầy học trung học phổ thông cũng như mọi người thôi. Thế mà có những lớp người thầy thì dạy kiến thức, dạy khoa học, dạy cộng, dạy trừ, dạy nhân, dạy chia. Nhưng mà sau đó đó mình không có cảm tưởng như là cái người thầy đó người ta dẫn dắt mình trong cuộc đời. Và mình học xong cái năm đó đó, rồi sau khi mình quên hết tất cả những gì mình học như thường lệ, thì rồi rốt cuộc mình bảo rằng là mình vừa mới mất một năm, mình không thấy mình tiến bộ cái gì cả. Thế trái lại cũng có những người thầy, cái người thầy mà thầy vừa nói trước là một người thầy về lý hóa. Thế còn có những người thầy đó thì như là thầy dạy về tiếng Anh của mình ấy, hoặc là ngay khi thầy học trường kỹ sư cầu đường thì có một thầy về dân số học. Mà mình nghe ông ấy là mình cứ sung sướng, mình cứ nhắm mắt như là mình ngủ ấy, nhưng mà mình nghe ông ấy là cứ đầu giờ đến cuối giờ mình nghe xong mình thuộc lòng cái gì ông nói, là bởi vì rằng là ông ấy đang coaching mình, là mà mình hiểu được là cái gì dân số học, mà nhìn đúng theo cái văn hóa của cái ông thầy này thì nó tạo nên cho mình một cái văn hóa mới, nó tạo nên cho mình sự hiểu biết, và nó tạo cho mình cái biết là cái sự hiểu biết về cái lối sống mà mình phải chính mình phải dẫn dắt con người của mình để mà mình có được cái chỗ đứng trong xã hội nó đẹp đẽ. Thế thì những người thầy cũng là những người coaching, hay đúng hơn là những người nào thầy mà có cái nghiệp dư là coach là những người thành công. Thế thành thử ra một trong những câu hỏi mà mình có thể đặt ra không phải là ai là chuyên nghiệp, ai là nghiệp dư, mà mình bảo rằng là có phải rằng một số nghề mà có cả cái nghề coaching làm nghiệp dư nó cộng lại với nhau thì nó tạo nên một cái nghề rất là thành công, như là nghề lãnh đạo hoặc là nghề giáo viên. Mà cũng vì vậy cho nên là thầy cũng cách đây mấy ngày có cái đề nghị là mình mời một vài giáo viên vào trong cái buổi này để cho họ nói lên cái tâm tư của họ. Thế thì thầy cũng nhận được nhiều thơ của giáo viên, và tất cả những thơ của giáo viên nào mà khóc lóc với thầy rằng là em nghe thầy xong thì em cảm động quá, là ít nhất thầy hiểu cái nghề của em mà em muốn tạo một cái động lực cho học sinh
em muốn tạo một cái học lực hoặc một một cái động lực cho sinh viên, thì những cái giáo viên đó là những cái giáo viên mà được sinh viên ghi nhớ, yêu quý. Và khi mà người ta yêu quý giáo viên ấy, thì người ta nhớ luôn những cái môn học của người ta, tức là những cái gì mà học được thì người ta mới nhớ. Còn chứ học cứ 1+1+2 ấy, người ta không nhớ nổi nếu mà giáo viên không thương họ. Thế, thế thì cái gì nó làm cho một giáo viên là một lãnh đạo trở thành một người đầy đủ hơn? Cái đó chính là cái nghiệp dư, mà mình gọi là nghiệp dư bởi vì những người đó không phải là coach. Những người đó là giáo sư về math, toán học, giáo sư về dân số học, giáo sư về địa dư, giáo sư về lý hóa. Thì họ không phải là coach. Nhưng mà họ có cái nghiệp dư đó. Thành ra nó làm cho nên là cái học với họ thú vị lắm. Và mình có cảm tưởng như mình cũng, trong khi mình học cái môn đó, mình trở thành người. Mình cũng trở thành người luôn nữa. Thì cái sự trưởng thành nó mới được đi theo cái môn học. Đó là sau cái phần chia sẻ, đấy là phần chia sẻ của Quỳnh. Một lần nữa chị cảm ơn Quỳnh và cảm ơn thầy. Thế và bây giờ em sẽ chuyển sang phần chia sẻ của Ánh, và chắc chắn là sau đấy thầy lại có thêm rất nhiều các cái insight khác cho bọn em. Đây đến với coach thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với coach thứ hai, đó là coach Ngọc Ánh. Ngọc Ánh hiện tại bây giờ là Community Manager, giám đốc cộng đồng của công ty cung cấp các giải pháp đào tạo trong doanh nghiệp HSM. Ánh đã là một người làm coach nghiệp dư, coach nghiệp dư trong 6 năm, và bạn đã làm coach chuyên nghiệp trong 1 năm. Và Ánh đặc biệt có những câu chuyện rất ấn tượng về việc là Ánh học và ngay lập tức mê cái công việc đó, và coach. Và cho đến trong vòng 1 năm, bạn ấy coach gần 150 khách hàng và có 14 khách hàng trả phí. Có thể các bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi trong khai vấn chúng ta hay nói khách hàng và khách hàng trả phí, vì trong cái việc coach chúng ta luôn luôn có cho các những người quan tâm đến coach và muốn trải nghiệm coach cái cơ hội để trải nghiệm với mình. Nhưng mà chúng tôi đều gọi chung nó là khách hàng, đều được gọi chung họ là khách hàng. Thế thì còn lại khách hàng trả phí và khách hàng không trả phí thì lại là một khái niệm khác. Và đấy cũng là khái niệm dùng trong ICF, trong Liên đoàn Coach Quốc tế. Đó là họ cũng quy định rằng là ví dụ trong 100 giờ thực hành của chúng ta thì chúng ta sẽ phải đảm bảo có 75% là giờ có tính phí, có trả phí theo một hình thức này hay hình thức khác. Những cái vấn đề về kỹ thuật đấy, nếu các bạn quan tâm thì sau này Hương có thể chia sẻ kỹ hơn. Nhưng mà bây giờ để vì Hương dùng đến khái niệm khách hàng và khách hàng trả phí nên là Hương muốn làm rõ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ mời Ánh đi. Ánh ơi, chị sẽ tắt mic để cho Ánh có thể giới thiệu về mình và chia sẻ với say hello với mọi người nhỉ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hương, cảm ơn thầy, cảm ơn chia sẻ của chị Quỳnh ạ. Xin giới thiệu với cả nhà, em là Ngọc Ánh, sinh năm 91, năm nay cũng gần 30 tuổi. Và hôm nay rất là vinh dự khi được có một cái cơ hội để chia sẻ về cơ duyên của mình đến với nghề coach cho tất cả các anh chị em ở đây. Thế nào nhỉ? Trong khoảng 6 năm về trước, sau khi em Ánh ra trường, em Ánh thì học Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và ra trường thì hầu hết là các cái công việc làm về marketing và truyền thông ạ. Sau khi ra trường được khoảng 1 năm thì lúc đấy em Ánh và người bạn thân của mình, tức là bạn Công bây giờ làm chồng đấy ạ, thì hai người mới thất nghiệp trong một thời gian ạ. Và trong cái quãng thời gian thất nghiệp đó thì hai người mới nghĩ ra là mình rất là muốn làm một cái gì đấy để giúp cho những người trẻ trở nên tự tin hơn. Thế là cả hai chúng em mới cùng hợp sức lại với nhau để mở ra một trung tâm, gọi là trung tâm thì hơi to nhưng mà chỉ gọi là một lớp thôi, một lớp nhỏ, tên là S-Learning, lớp dạy thuyết trình dành cho các bạn sinh viên. Và lúc đấy thực sự nó rất thô sơ anh chị ạ, một lớp học chắc 500.000 hay 300.000 gì đó. Nói chung là bọn em làm chắc là làm vì một cái tình yêu và làm vì một thứ mà mình muốn giúp cho thế hệ trẻ là chính. Thế thì trong suốt khoảng 4 năm về sau thì chúng em đều đào tạo và mở ra các lớp dạy thuyết trình. Trong đây em thấy cũng có khá là nhiều bạn học viên của lớp của chúng em. Và sau mỗi lớp như vậy thì các bạn đều nói là chị Ánh ơi, anh Công ơi, em rất là muốn gặp anh chị để xin những cái lời tư vấn và xin được mời cà phê. Thế thì chúng em cũng rất là vui vẻ đi cà phê như vậy thôi. Nhưng mà anh Công là bây giờ là anh chồng em thì anh ấy cũng không thích là giao lưu hoặc là gặp gỡ quá là nhiều người một cách quá thường xuyên. Nhưng mà em lại rất háo hức cái việc đấy. Thế là cứ khoảng một tuần thì em sẽ dành ra khoảng 3 đến 4 buổi để đi cà phê với các bạn là học viên của em hoặc là những cái bạn trẻ khác mà biết đến em. Và dần dần như vậy trong khoảng 6 năm trở lại đây, nó giống như một thói quen của em ấy các anh chị ạ. Tức là không hiểu một cái lý do nào cả, không được ai trả phí, cũng không làm cái nghề nghiệp gì đấy rất là cao sang. Nhưng mà em luôn nhận được rất là nhiều cái lời mời của mọi người là xin mời đi tư vấn rồi đi cà phê.
Thì có một ngày em ngẫm nghĩ lại, em nghĩ lại là xong tại sao mình lại đưa ra rất nhiều lời khuyên cho các bạn trẻ như vậy, và không phải bạn nào nghe cái lời khuyên của mình cũng làm theo, mà không phải ai làm theo cũng có những cái kết quả tốt đẹp. Thì hình như mình đang chủ quan và em thấy có một cái gì đó sai sai. Thế lúc đấy em suy nghĩ rất là nhiều và có một người chị của em trong một buổi gặp thì chị ấy nói là chị thấy anh có vẻ hợp với nghề coach, hay là em thử đi tìm hiểu về nghề coach đi. Đó, thế là đầu năm 2019 bắt đầu em biết đến khái niệm thế nào là gọi là coaching, tức là cũng rất là mới thôi anh chị ạ, khoảng hơn một năm thôi. Và đến tháng 3 năm 2019 thì em có cơ duyên biết đến cái sự kiện của HCC là do chị Hương tổ chức. Sự kiện đấy có tên gọi là Bí mật về thách thức lớn nhất của nghề coach ạ. Thì em rất là tò mò và cũng trả phí để đến tham dự chương trình đó. Trong chương trình thì em cũng may mắn là được một người là chị Quỳnh đấy ạ, vừa chia sẻ xong thì chị có coach demo cho em một phiên. Nhanh lắm ạ, chỉ khoảng 15 phút. Thế nhưng mà em không thể hiểu lý do vì sao mà em lại có thể đưa ra những cái câu trả lời mà nó từ trước em chưa bao giờ nghĩ ra, mà chị Quỳnh cũng đặt cho em một số câu hỏi em thấy là nó cũng bình thường thôi. Và sau 20 phút đó em hoàn toàn, em cảm giác có một cái sự thay đổi gì đấy bên trong. Em thấy wow, coaching nó thực sự powerful thật. Và em bắt đầu mang cái sự tò mò và háo hức của mình đi tìm hiểu dần. Và đến ngay sau đấy một tháng, thì đến tháng 4 thôi là em đã tham gia lớp học khai vấn dành cho coach chuyên nghiệp và lãnh đạo của Coach Online và VCI tổ chức rồi. Sau đó trên cái hành trình đấy thì em cũng thực hành khá là nhiều ạ. Trong một tuần của em vì em vẫn đang làm công việc full time ở công ty nên là em dành ra thời gian khoảng 5 đến 7 phiên coach trên một tuần ạ. Và phần lớn 80% trong số đó là các cái phiên mà miễn phí. Tức là vì từ trước em đã làm công việc đấy rồi nên bây giờ khi em đăng lên trên Facebook một cái là rất nhiều bạn đăng ký để được coach với em. Và trong vòng một năm thì em đã coach với cả 150 coachee rồi đấy, như anh chị có thể thấy. Và em luôn luôn chưa bao giờ thấy mệt mỏi, chưa bao giờ thấy bị mất động lực trong cái việc coach của mình. Không biết là các anh chị ở đây có giống như em không, nhưng mà từ khi mà em bắt đầu lớn lớn và biết nhận thức thì em luôn cảm giác như mình đang đi tìm một cái nghề nghiệp gì đấy. Mình đang đi tìm một cái gì đấy nó giống như là right, nói chung là nó phải đúng với mình ấy. Thì em cứ lần mò trên cái hành trình đấy rất là nhiều. Và đến khi mà em tìm đến với coach thì em thấy là em dừng lại, là em không phải đi tìm một cái gì nữa. Và em hoàn toàn trọn vẹn và enjoy với coach. Đấy ạ, đấy là cái hành trình của em sau khi mà tìm đến với coach. Và nếu mà để trả lời cái câu hỏi mà trong định nghĩa của em là coach chuyên nghiệp khác với coach chuyên nghiệp riêng như thế nào, thì em thấy là cái khoảnh khắc nó được đánh dấu bởi lúc mà em nhận thức rõ hơn về coach và tham gia một khóa học ạ. Bởi vì nếu như trước thì em sẽ, khi mà gặp một vấn đề của các bạn, có khi em cũng chẳng nghe hết đâu. Em sẽ phải cứ đưa ra lời khuyên trước cho các bạn và rất là chủ quan từ phía mình. Nhưng sau khi mà em đi học coach xong thì cái kỹ năng em rèn luyện được nhiều nhất, đấy là kỹ năng em phải thực sự lắng nghe trọn vẹn, lắng nghe toàn bộ và lắng nghe có tâm nhất của mình. Và sau đấy thì đưa ra những cái câu hỏi để coachee của em có thể tự trả lời cho chính những vấn đề của bạn ấy ạ. Đấy là một điều mà rất là khác so với em của trước khi biết đến coach chuyên nghiệp và sau khi học coach xong ấy, thì nó có một sự khác biệt như vậy đấy ạ. Cảm ơn Ánh rất nhiều. Chị đang thấy Ánh rất là may mắn ấy, vì bây giờ Ánh đã có thể dừng cái công cuộc tìm kiếm là cái gì thực sự là cái công việc mà mình đam mê và mình thích rồi. Chị nhớ lại đến năm 42 tuổi thì chị mới tìm quyết định ra làm coach. Rồi. Ok, và hành trình của Ánh vừa nói đến cái việc rằng là bản thân Ánh cũng đã trải nghiệm rất là wow vào cái việc là khi mình được coach thì mình không biết là cái bí quyết gì ở đó, nhưng mà nó thay đổi hoàn toàn cái mindset của mình, cái tư duy của mình đó. Thế thì và chị cũng rất là tình cờ có lần đã được gặp một coachee của Ánh, cũng rất là tình cờ thôi, và bạn ấy kể chuyện câu chuyện rằng là đấy là một quản lý, và một quản lý này rất sợ lên làm quản lý. Không, một nhân viên rất giỏi, rất năng lực nhưng rất sợ lên làm quản lý. Và cứ ai nói đến là cho bạn lên làm quản lý thì bạn thà nghỉ việc còn hơn là bạn phải nhận cái trách nhiệm đó. Nhưng không hiểu tại sao sau cái buổi coach với Ánh và sau đấy bạn lên làm quản lý và bạn làm tốt công việc của bạn ấy. Thế thì chị rất là, chị nghĩ là Ánh có thể chia sẻ một cái câu chuyện là về một cái về sự chuyển hóa hoặc thay đổi của một coachee của mình, và đâu là yếu tố mà anh nghĩ là đã tạo ra cái sự thay đổi đấy cho họ, cái điều gì nó tạo ra cái sự thay đổi đấy. Mời anh. Dạ vâng ạ.
Em rất là may mắn khi mà trong quá trình coach trong một năm qua thì em được làm việc với rất nhiều coachee, có thể nói là giỏi đấy ạ, như cái khái niệm vừa rồi của chị Hương. Các coachee của em có lãnh đạo cấp cao ạ, các anh chị hơn em rất là nhiều tuổi, có lãnh đạo cấp trung, có các bạn sinh viên và thậm chí có cả bạn học sinh. Hôm nay có bạn là 2003 là coachee của em cũng đang ở trong đây. Thì em may mắn là được làm việc với các coachee ở rất nhiều lứa tuổi khác nhau và cũng có rất nhiều cảm xúc, gần như phiên coach nào em cũng có cảm xúc, nhưng mà may bây giờ em kiểu kiềm chế được là không khóc. Nhưng mà thực sự là nó thực sự rất chạm đến trái tim anh chị ạ. Và chắc em kể cho anh chị một phiên coach mà em tương đối ấn tượng, vì đấy là cái phiên coach dài nhất trong lịch sử coach của em trong suốt một năm. Ngày lịch sử nó hơi dài. Thì anh này là một lãnh đạo cũng là cao cấp của một công ty và cũng hơn em một vài tuổi thôi. Anh đấy cũng quan tâm đến coach và anh đấy nói với em là thực ra là đến với buổi ngày hôm nay anh vừa muốn anh coach cho anh về cái vấn đề của anh, nhưng lại vừa muốn là xem là cách anh coach như thế nào. Thì cái đấy là cái câu cuối cùng sau khi coach xong anh ấy nói, còn ban đầu là anh ấy đến với một tâm thế của một coachee rất là vui vẻ thôi ạ. Anh ấy nói với em về việc là anh đấy và vợ của anh ấy đang có một mối quan hệ không được tốt. Thế thì như nếu như em của trước khi đi học coach, em sẽ khuyên luôn là ôi anh phải thế này, anh phải thế kia, rồi em với vợ chồng em phải như thế này, thì em nghĩ là tốt đấy. Tức là chắc là cái câu chuyện nó chỉ kết thúc trong khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà ngày hôm đấy ạ, đấy là một phiên coach kéo dài 2,5 giờ anh chị ạ, tức là gần 3 giờ đồng hồ ạ. Thông thường theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khoa vấn quốc tế, một giờ coach chỉ khoảng 1 giờ thôi ạ. Tức là trong một cái phiên coach anh chị chỉ nên kéo dài 1 tiếng thôi. Nhưng mà phiên coach đấy kéo dài thì gần gấp 3 lần. Và em lắng nghe một cách trọn vẹn này, không phán xét gì cả. Và em đặt ra cho anh một số câu hỏi ạ. Ví dụ ạ, em đặt ra một số câu hỏi như là: thế vấn đề cụ thể của anh với vợ anh là như thế nào? Hai vợ chồng anh quen nhau từ bao giờ? Hai người đến với nhau ra sao? Đâu là những điểm mà anh cảm thấy tự hào về vợ anh? Liệu anh có bao giờ suy nghĩ là vợ anh đang thực sự cần gì ở anh hay không? Rồi xong em cho anh làm thêm một cái bài tập ấy, bài tập viết trong vòng 3 phút, viết ra giấy và không, gọi là journaling ạ, chị Hương nhỉ, journaling. Thì em cho anh viết cái bài đấy 3 phút ra giấy và không có nhấc bút lên. Thì em trong buổi ngày hôm đấy thực sự là em chắc chỉ nói khoảng 10% thôi anh chị ạ. Tức là 90% là em nghe, và anh ấy bình thường là một người không nói nhiều lắm. Mà đến ngày hôm đấy anh ấy nói cho em, mà anh ấy tuôn trào ra rất là nhiều thứ. Và cái quan trọng nhất của một người coach là khi mà kết thúc cái phiên coach đó, phải ra được một cái action plan rất là cụ thể giữa hai người. Tức là một hành trình sáng tạo của coach là Ngọc Ánh và coachee là cái anh đó, phải ra được một cái action plan rất là cụ thể để làm sao cải thiện cái mối quan hệ với vợ của mình. Thì sau đó anh ra được một số action plan như là anh sẽ về nhà ăn cơm tối ít nhất là 4 lần trên một tuần, và về lúc 7 giờ, không về muộn hơn 7 giờ. Anh sẽ hàng ngày lúc 9 giờ sẽ ngồi học và chơi với con anh nửa tiếng. Ngày thứ 7 anh sẽ không lên công ty nữa và anh sẽ ở nhà dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Anh chị thấy những cái action đấy nó có đơn giản không ạ? Thực sự là em nghĩ với những anh chị mà có đang có một cái gia đình cực kỳ hạnh phúc thì nó quá quá là đơn giản luôn. Nó không có cái gì mà phải cần đến một người coach và tính toán đến việc trả phí cả, nó thật là như thế. Nhưng mà với rất nhiều người họ đang gặp những cái bài toán khó khăn như vậy ạ. Và chỉ ngay sau buổi tối ngày hôm đấy thôi thì anh ấy nói với em là: ôi anh ơi, hôm nay lúc ăn cơm anh chỉ nói mỗi với vợ anh là anh sẽ về nhà ăn cơm 4 lần một tuần, mà vợ anh cười và lâu lắm rồi anh không nhìn thấy cái nụ cười đấy của vợ anh. Và đến ngày hôm sau thì anh ấy nói với em là anh ấy là một cái người rất giỏi công nghệ. Anh ấy nói là anh ấy đã đưa tất cả những cái action plan mà cam kết với coach Ngọc Ánh rồi lên trên calendar để ngày nào nó cũng phải nhắc anh ấy làm. Tức là coachee của em thực sự là quá giỏi ạ. Vị trí của anh rất cao, anh rất giỏi. Và anh ấy chỉ cần một cái phần coach với em rất là ngắn thôi, nhưng về anh đã tự có cái hướng để anh ấy đi rồi, chứ không cần phải là em phải nói hay em phải khuyên gì cả. Và đến kết thúc cái buổi coach đấy, anh ấy nói là thực sự là đây là câu chuyện chưa bao giờ anh nói với một ai. Từ ngày anh sinh ra đến nay hơn 30 năm, chưa bao giờ anh nói với một ai mà ngày hôm nay anh nói với em. Anh biết ơn và thực sự rất là muốn tri ân những cái điều đấy. Và anh nhận được thực ra giá trị của coaching nó là như thế này. Hôm nay anh không dám nói trước, nhưng mà bây giờ anh mới muốn dám nói với em là anh cũng thăm dò em. Tức anh xem là cái bà này kiểu ít tuổi, trông mặt thì hơi non, bà làm cái gì mà tại sao thời gian qua lại nhiều người đăng ký coach với bà như vậy. Và em nghĩ là rõ ràng là coaching đã chọn em ạ. Bởi vì trong 6 năm trước em không biết một cái khái niệm tên là coaching. Nhưng mà đến cái
khoảnh khắc của hơn một năm trở lại đây thì lại có người thôi thúc em đi học, và bây giờ em thấy em hoàn toàn fit với cả coaching. Thì rõ ràng nó là một cái cơ duyên đã được xây từ rất nhiều năm trước, chứ cũng không hẳn là chỉ qua một khóa học mà mình thành thần đâu anh chị ạ. Thì em nghĩ lúc nãy thầy cũng có nói một ý là có nhiều người mà gọi là coach chọn họ đấy ạ. Thì em cũng nghĩ là đây là một cái gọi là may mắn, một cái duyên của em trong một số cái tích lũy để đến thời điểm này thì em cũng khá là happy ạ. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em ạ. À, chị cảm ơn anh rất nhiều. Chị đã nhìn thấy rất nhiều comment cảm ơn, chúc mừng, chia sẻ ở trong chat box rồi cho cả Quỳnh và Ánh. Hai câu chuyện là hai câu chuyện rất là khác nhau, rất là thú vị, nhưng đều rất là chạm với mình, chạm đến chúng ta. Lý do là vì Hương chọn hai cái nhánh này để cho mọi người có thể nhìn thấy hai khía cạnh, một bên là life coach và một bên là hướng theo là về doanh nghiệp, coach trong nội bộ và phục vụ doanh nghiệp của mình. Thế và cái câu chuyện của Ánh thì anh cứ nhấn mạnh rằng là nó rất là đơn giản, action rất là đơn giản, việc đấy ai cũng biết, nhưng cái mấu chốt ở đấy là nó tạo ra được sự chuyển hóa, nó thay đổi được cái tư duy của khách hàng của mình và khiến người ta hành động khác đi. Đấy có phải là điều khác biệt mà anh hướng tới không anh? Còn gì nữa là cái mà điều mà em sẽ hướng tới cho các khách hàng coaching của em? Dạ, em có một điều muốn chia sẻ với các anh chị là dạo gần đây thì có rất nhiều anh chị coach ạ, có mới học coach xong thì có nói với em và muốn gặp em để xem là làm thế nào để mình có thể có được những cái khách hàng cho mình. Thì hôm đấy em cũng chỉ chia sẻ một vài điểm thôi ạ. Thứ nhất là em có rất nhiều khách hàng không khách hàng họ chỉ mời mình một tách cà phê thôi, tức là cũng tính được khách hàng trả phí nhưng không phải là một cách official. Thì với tất cả mọi khách hàng có trả phí hay không trả phí thì em vẫn có một cách ứng xử như bình thường ạ. Tức là em vẫn coach cho mọi người như thế, em vẫn follow up mọi người như vậy. Và có những bạn đến với em chỉ một buổi thôi, nhưng em sẵn sàng follow up bạn ấy là một tuần, hai tuần hoặc thậm chí là một tháng. Và nếu như bạn nào em cảm thấy là bạn ấy mong muốn được coach thêm mà bạn ấy không có điều kiện để trả phí thì em sẵn sàng coach cho bạn ấy hai buổi đến ba buổi không trả phí, không cần có phí luôn. Bởi vì cái mục tiêu của em khi mà làm coach này, em cũng may mắn là vẫn đang có công ty, đang có anh Ngọc ở đây, công ty HM vẫn đang nuôi em, nên là em không có áp lực về tài chính là phải kiếm tiền bằng nghề coach hay phải sống với coach. Vì em nghĩ nó là một cái hành trình rất là dài, đến khi nào đấy mà giá trị của mình được khẳng định, khi mà cái market size ở thị trường Việt Nam nó nở rộng hơn. Ví dụ như hôm cái có một buổi mà gặp gỡ với phó chủ tịch của ICF ấy, thì ví dụ ICF tại toàn cầu đã được 25 năm. Ở Israel thì em có ngồi với một cặp vợ chồng của các bác cũng thành lập một cái coaching academy ở Israel, thì các bác đã thành lập 20 năm rồi. Thế nhưng mà ở Việt Nam vẫn còn rất là mới. Và em cũng mong muốn được làm một cái hạt giống để lan tỏa cái coaching đến hơn với nhiều người. Chứ em chưa, thực sự trong đầu em chưa nghĩ là à mình phải kiếm tiền từ coach hay mình phải ra sao đó. Thì cái cách mà em làm ấy, là em luôn thực sự là làm tận tâm với tất cả các coaching mà mình gặp, kể cả là những người mà em chưa hề quen biết. Và em sẽ làm cho họ một cái dịch vụ vượt hơn mong đợi ạ. Tức là em sẽ sẵn sàng cho họ 2 đến 3 buổi miễn phí. Em sẽ follow up họ mặc dù họ không trả tiền cho em làm điều đấy. Thì em nghĩ là nó có rất nhiều yếu tố để tạo nên một cái nghề nghiệp cũng như là một cái sự nghiệp của mình lâu dài chị Hương ạ. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của Ánh. Chị tin chắc rằng là mọi người ở đây đều nhận được rất nhiều từ giá trị và có thể hình dung được coach một cách cụ thể rõ ràng hơn rất nhiều qua câu chuyện của em. Cảm ơn em. Và em xin mời thầy ạ. Thầy có thể chia sẻ cái quan sát của thầy hay là cái gì điều thầy muốn nhắn nhủ với các bạn? Vâng. Trường hợp của Ánh ấy thì nó là một trường hợp rất là hay. Thầy cũng xem tất cả những cái bình luận của các bạn theo dõi đấy, thì thầy cũng chia sẻ tất cả những cái ý kiến đó rất là tích cực. Và thầy cũng xin chúc mừng Ánh đã tìm được đúng cái nghề của mình, mà không phải đi tìm như trong, không cần phải đọc cuốn sách Một Đời Tìm Đường của thầy để tìm thấy, không, con vẫn đọc về, con vẫn đọc cái nghề của mình. Mà thầy cũng xin chúc tất cả mọi người nghe đây và không nghe đây là sớm muộn tìm được cái nghề mà mình phù hợp nhất. Khi mà mình phù hợp với cái nghề của mình đó, thì nó tỏa ra một cái hạnh phúc mà người khác không có. Nó như là người khác thì đi tìm nghề như là người leo núi, trong khi mình mà tự nhiên tìm ra một cái nghề mà nó phù hợp với mình thì nó lại không phải là người leo núi, mà nó là cái nước từ trên núi nó róc rách, nó đi xuống sông, thì nó lại hoàn toàn khác, nó đi hẳn cái chiều ngược lại. Thì cái trường hợp của anh là cái trường hợp mà rất là quý báu của một con người đã tìm ra cái nghề. Mà khi người ta tìm ra nghề, người ta không quan tâm đến chuyện chi phí đâu,
Và thầy cũng xin nói ngay rằng thế này này, ngay trong trường hợp của nhiều người bạn của thầy thì có nhiều người đó thì rất là hăng say đòi chi phí khi mà họ làm những cái nghề mà họ đã từng học với họ đã từng lấy bằng. Thế nhưng mà đến khi họ thay đổi nghề một số lần trong cuộc đời, đến khi họ đi vào chúng cái nghề của họ thì họ lại không đòi tiền ai nữa. Và trong khi đó thì chính cái nghề đó mới là cái nghề mà họ làm một cách giỏi nhất, họ làm cái xã hội hoan hô nhất, mà họ thằng xã hội theo đuổi nhất, thì lại chính cái nghề đó lại họ không không quan tâm đến chuyện kiếm tiền, bởi vì nó có một cái vui nội tại mà nó đã làm cái phần thưởng quá lớn cho cái việc làm của mình. Thế thì mà người ta ai mà ngồi với ánh cũng cảm nhận được là ánh rất là hợp với cái nghề này, nhưng mà nó không phải riêng nghề này đâu. Tại vì cái việc mà làm khai vấn ấy, nó là một góc cạnh của một cái nghề nghiệp rộng hơn, nghề của cái sự tâm lý, nghề của sự tạo tích cực, sự tạo động lực, nghề của cái người biết nghe mà hiểu được hay chia sẻ được, thông cảm được cái người người ta tới, người ta trình bày cái vấn đề của người ta. Thì thầy thấy rằng là về cái mặt đó thì ánh rất là sắc bén. Và chẳng hạn như là nếu mà một công ty nào lớn mà kiếm một giám đốc nhân sự rất là cao cấp thì ở nơi ánh là một cái khả năng rất là lớn, mà không nhất cứ phải là người khai vấn mà là một giám đốc nhân sự rất là tài ba. Thế đấy là để chỉ nói rằng là một cái con người có thể làm nhiều nghề lắm chứ không phải riêng một nghề, nhưng mà khi mà mình đã tìm ra nghề của mình thì mình hạnh phúc vô cùng. Và thầy xin nhắc lại là khi mà cuộc đời mình tìm được đúng cái nghề và mình phù hợp thì mình hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng mà bây giờ để trở về cái nghề khai vấn thì thầy cũng xin có một vài cái nhận xét như thế này. Chúng ta đều là ở trong xã hội, đều muốn cái xã hội nó tích cực hơn và đều muốn giúp cho nhau có được, thứ nhất là làm cái gì cũng được thông cảm. Mình rất sung sướng khi mình làm cái gì mà mình được người chung quanh mình hiểu mình làm cái đó, mà chia sẻ cái đó và tặng cho mình cái năng lượng để mà mình có thể làm được cái việc đó một cách rất là hoàn hảo. Thì cái việc đó là cái việc đầu tiên mà chính cái người tư vấn cũng phải đi tìm. Tức là cái người tư vấn mà khi mà làm cái việc của mình mà thấy việc làm của mình khô khan quá mà không ai ủng hộ mình ấy, thì cái việc làm nó cũng khó khăn hơn. Thế đó là cái chuyện, thế để tức là trước khi mà mình làm khai vấn có lẽ mình cần một người khác khai vấn mình để xem mình có hợp cái nghề khai vấn không. Đó là cái chuyện mà đầu tiên phải làm. Thế cái chuyện thứ nhì đó là mình đừng quên một chuyện là mình ở trong một cả một cái hệ thống để làm cho cái thế giới con người chạy tốt hơn. Tức là nếu mà mình bảo rằng là tôi là nghề khai vấn, tôi không làm cái gì khác ấy, thì mình lầm. Mình nằm hẳn trong cả một cái hệ thống con người, hệ sinh thái của con người, là cả cái hệ sinh thái đó, nó tạo nên một cái xã hội mà mình là một phần tử rất là quan trọng. Và mình là một cái phần tử nó không thể thiếu được để mà cái xã hội nó tích cực hơn, để cái xã hội nó tự tin hơn. Thế nhưng mà khi mà mình nói đến như thế đó, thì mình thấy rằng cái nghề khai vấn nó cái điều mà khó nhất trong cái nghề khai vấn mà những người nào mà đi vào cái nghề này thì phải biết trước, nó giống như nghề kiến trúc sư hay là nó giống như là nghề họa sĩ hay là nghề nhạc sĩ cũng vậy. Những cái nghề đó đó đã đành là mình vẫn học có bằng, đã đành là mình có thể được đào tạo, nhưng mà nó thành công hay không nó vịn vào một cái gì mà rất là khó định nghĩa. Bây giờ một họa sĩ vẽ một cái gì đó, một họa sĩ có tài người ta vẽ một cái nhà, họa sĩ không có tài cũng vẽ cái nhà. Mà tại sao lại cái họa sĩ có tài đó người ta lại thích cái xem cái nhà của cái họa sĩ có tài thì không làm sao giải thích được cái chuyện đó. Đấy, cũng như một nhạc sĩ cũng vậy. Bài hát về tình yêu thì có vào khoảng 10 tỷ những bài hát đó trên thế giới. Nhưng mà tại sao lại cái bài này người ta thích nghe đến gần 1 triệu lần mà bài khác người ta chỉ nghe có đúng 100 lần là người ta bỏ. Đấy. Người kiến trúc sư cũng thế. Có nhiều kiến trúc sư rất than phiền mà rằng là tội nghiệp tôi có cái nhà 4 thước 15 thước thôi mà tôi vẽ 100 cái rồi mà người khác cũng vẽ 100 cái, mà tại sao người ta cứ đánh giá cái nhà tôi vẽ không đẹp bằng cái kiến trúc sư khác và cũng chỉ có một cái cầu thang với 3 tầng. Đó là như thế. Thế thì cái nghề khai vấn cũng thế, cái nghề khai vấn làm cái nghề mà rất khó đánh giá cái người giỏi với người không giỏi. Thế nhưng mà cứ biết rằng là bạn nào mà đi vào cái nghề đó đó thì lúc đầu chạm phải cái rủi ro của sự đánh giá mà người ta không vịn vào một cái tiêu chuẩn nào được, người ta có thể nói rằng cái người khai vấn này là cái người khai vấn giỏi hay là khai vấn dở. Nhưng mà dầu sao chăng nữa đó thì thầy cũng vì thầy chính cá nhân thầy có khai vấn đó, thì thầy thấy như thế này,
là cái người khai vấn mà thành công là những người khai vấn biết nghe và chỉ nghe thôi, và chỉ nhìn cái con mắt của mình nhìn cái người mà coachy, và tạo cho người coachy một cái động lực, tạo cho người coachy một cái sự thỏa mãn được thông cảm, tạo được cái người coachy hiểu được cái giới hạn của mình nhưng mà lại hiểu được cái tiềm năng của mình, và tạo được cho mình cái sự thông hiểu rằng mình có thể trở thành một người phi thường trong khi mình rất tầm thường. Thế thì cái gì nó sẽ làm mình phi thường? Thì chính cái người tư vấn, người khai vấn sẽ là cái người mà tìm được cái lối đi đó. Thầy lấy một cái ví dụ, ai cũng biết cái đội Manchester United về bóng đá nó như thế nào. Và khi mà ông Ferguson, ông ấy là coach của cái đội đó, thì ông ấy chọn cầu thủ, đôi khi ông ấy trong cái đội ông ấy toàn là những người như là các đội khác thôi, thế mà cứ vào Manchester United thì đá trận nào cũng thắng. Và họ trao hết tất cả cái năng lượng của họ để mà họ đá cái trận đó, và họ tương tác tất cả với đồng đội một cách rất là nhiệt tình. Thế thì cái gì nó làm cho cái đó? Đó là chỉ nhờ ông Ferguson thôi. Tại vì sau khi ông Ferguson ra đi, về hưu, thì đã bao nhiêu những cái coach đã đi theo sau mà rút cục không tìm được những kết quả của ông Ferguson. Thế cũng như là huấn luyện viên của Liverpool cũng thế, và huấn luyện viên của Real Madrid cũng thế. Thế thì đấy là cái gì mà nó tạo nên cái động lực như thế? Thế thì nói tóm lại, cái con người nó là cái nhân vật chính của người coachee đó, nó là cái sản phẩm của người coachee đó, thì nó làm cái gì rất là phức tạp, mà nếu mà nhìn vào cái trí óc của nó không, nó làm cái gì là cực kỳ phức tạp, nó là cả bao nhiêu thế giới ở trong cái trí óc, thế rồi đến khi đi vào trái tim nó là cả bao nhiêu thế giới trong cái trái tim. Thế mà cái người coachee là cái người mà chỉ cần một tiếng một tuần, trong 3 tuần là làm cho cái con người này nó thoải mái trong giai đoạn đầu, xong rồi nó động lực trong giai đoạn thứ nhì, rồi đến giai đoạn thứ ba thì nó trở thành người phi thường, mà ít nhất là người phi thường đối với chính cái khả năng của nó. Thế thì cái này là một cái chuyện mà mình có thể nói rất là nhiều, rất là lâu, nhưng mà nó là một cái nghệ thuật, và do nó là nghệ thuật cho nên là chúng ta rất khó đánh giá, và chúng ta rất khó tạo nên những cái tiêu chuẩn để mà đánh giá người nào là người coachee thành công, người nào là người coachee không thành công. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa, thành công hay không thành công thì tất cả các huấn luyện viên bóng đá cũng đều đã phải đi học để làm coach. Tức là nó đi học đã khó khăn lắm đấy, đi phải đi thi, mà người nào mà thi không đậu thì không bao giờ được làm coach của một đội bóng đá đâu. Đấy là cái quy luật của nó. Do đó cho nên là mình phải nhìn rõ là nó có 2 phần. Cái phần có tài đã đành, nhưng cái phần mà được đào tạo một cách bài bản để làm coach lại là một cái phần khác nữa. Thì mình phải cộng lại cả 2 phần thì mình mới tạo được một coach. Mà chính vì vậy cho nên là những người nghiệp dư, có thể một người trên 1 triệu người hay là trên 100.000 người trở thành một người coach giỏi, nhưng mà nói chung là phải có cái sự đào tạo bài bản, phải có những cái bước đi học tập, phải có sự dẫn dắt của cái người kinh nghiệm, phải có cơ hội để thực nghiệm, và sau đó mình mới có thể nói rằng mình có thể giúp được người khác. Dạ, quá tuyệt vời rồi ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Em nghĩ rằng là cái cách mà thầy mô tả từ những cái năng lực cốt lõi của coach, như là việc lắng nghe được, việc thỏa mãn được người khác, nhìn thấy những giới hạn và cũng như tiềm năng của họ, xong đưa họ lên vượt qua những cái từ mức độ thỏa mãn, xong đến động lực, rồi đến trở nên phi thường á. Và em bắt đầu em rất là vui vì khi em mình thích coach, mình mê coach, nhưng mình lại không, mình không mô tả nó lại ra được như vậy. Mình không thuyết phục được người khác như vậy. Thế nên là em rất cảm ơn thầy. Hôm nay là em sẽ có một cái script rất hay khi mà em nói về coach với người khác ạ. Và thầy cũng trả lời cái một số trong những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra, đó là những cái phẩm chất nào một coach thì cần có, những cái phẩm chất nào. Em nghĩ là trong cái phần thầy vừa chia sẻ thì các bạn cũng đã nắm bắt được, một phần là đam mê, một phần là cái khả năng, cái tài của mình, và một phần cần phải có cái sự đào tạo, và mình cũng cần phải nó nâng nó lên, nó làm cái nghệ thuật
chứ nó không phải chỉ đơn giản là một cái cách mình thực hành những cái công thức. Sau đây em cũng sẽ nhờ thầy sẽ giải đáp thêm cái câu hỏi liên quan đến là nghề coach có thể kết hợp với những cái nghề khác như mentor thì có được không? Vì cái khía cạnh về nghiệp dư này đó thầy. Đó, thì khi mà bọn em làm các cái chương trình khai vấn cho lãnh đạo ở các tổ chức thì có rất nhiều các quản lý rất là băn khoăn, trăn trở về việc rằng là họ thấy rằng là ví dụ theo nguyên tắc của ICF là coach không đưa ra lời khuyên. Thế thì bây giờ họ là quản lý mà nhân viên của họ rõ ràng là không biết rồi thì mình phải bảo nó thì nó mới làm được chứ. Sao không khuyên là sao làm được? Đó thì họ cứ loay hoay vì họ phải đội hai cái mũ cùng một lúc. Đó, thì cái đấy nó theo cách em nhìn thì nó là cái việc mình phải linh hoạt trong cái việc mình ứng dụng coach, mình ứng dụng một cách nghiệp dư đấy ạ, và mình sử dụng nó một cách khéo léo. Ví dụ mình lắng nghe nhân viên để kiên nhẫn để cho họ nói ra được cái ý kiến của họ, và mình đặt các câu hỏi gợi mở để cho họ có một cái sự chủ động khi họ đưa ra các cái giải pháp thay vì việc là chỉ có nghe mình thôi. Đấy là một cái khía cạnh ở trong cái việc là quản lý ứng dụng nó. Thế nhưng mà họ cũng vẫn trăn trở lắm thầy ạ, vẫn rất nhiều trăn trở. Thế thì ở đây thì thầy xin phép để mọi người phải chú ý, cái chuyện này là mọi người phải chú ý. Thầy viết trong cái cuốn sách Một Đời Quản Trị của thầy đấy là nó rất khác nhau khi mà mình quản lý hoặc là mình quản trị. Mà khi mà mình mà đóng vai của một sếp, một người sếp lạnh lùng mà mình quản lý bằng những cái phần mềm như là KPI hay là những phần mềm như BSC hay là những cái phần mềm mà thầy gọi là vớ vẩn. Tại vì mình đem những cái phương pháp của Mỹ mà vào cái thực trạng của Việt Nam, và những cái phương pháp đó nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó không tạo nên động lực. Thì khi mà mình làm cái việc quản lý đó, đó thì cái việc coaching nó không có lắp vào được. Con người coach nó không lắp vào việc quản lý được. Trong khi nếu mà mình quản trị, tức là mình đứng ở cái cương vị mà mình sắn tay, mình cùng làm việc với nhân viên, mình đồng hành với nhân viên của mình, mình yêu nhân viên của mình thông cảm nhân viên của mình, thì lúc đó mình mới coach nhân viên của mình được. Thế thành thử ra là thầy khuyến cáo tất cả các em hôm nay thì cái đề tài không phải là đề tài quản lý, quản trị doanh nghiệp. Thầy khuyến cáo các em nào mà muốn làm một người coach cho doanh nghiệp thì thầy xin khẩn khoản mời các em đọc cái cuốn sách Một Đời Quản Trị của thầy, bởi vì nó dài lắm nhưng mà nó đơn giản lắm. Tức là khi mà mình, thầy bây giờ thì thầy xin phép có cái định nghĩa như thế này để cho các em hiểu ngay, là quản lý là làm tốt nhất có thể việc người ta giao cho mình, và quản trị là làm đúng việc, đúng người và đúng thời điểm. Thành thử ra khi mà mình có người dưới tay mình, nó là một cái tố chất mà mình có thể tạo nên, mình có thể nắn, mình có thể đưa cái, mình bơm một tí động lực, mình bơm một tí nhiệt tình, mình bơm một tí tích cực vào, thì mình bơm vào được thì họ trở thành những cái người phi thường. Thì việc làm đó là một việc làm quản trị chứ không phải là việc quản lý. Cái việc quản lý là bảo rằng là tôi giao cho anh là làm một cái mục tiêu nào đó thì các anh phải đạt cái mục tiêu đó chấm hết, rồi bây giờ tôi làm sếp, tôi đứng ở trên trời kia kìa, thế tôi đợi đến cuối tháng thì tôi đo cái việc làm của anh. Thì cái việc đó nó không phải làm việc của người coach. Thành ra là muốn làm một coach cho doanh nghiệp thì phải đọc cuốn Một Đời Quản Trị của thầy. Mà hiện thời thầy còn nói thêm nữa là hiện thời trên thế giới này không có một cuốn sách thứ hai nó giải thích cho các bạn về cái vấn đề đó. Thành ra là chỉ có một cuốn đó thôi, hãy mua đi. Và thầy không cần tiền đâu, thầy không quảng cáo cho thầy đâu, bởi vì rằng là thầy tặng hết tất cả, nếu mà bạn nào không biết thì tặng hết tất cả tác quyền và bút nhuận cho quỹ từ thiện. Nhưng mà đây là cái việc tốt cho các bạn chứ không phải là tốt cho thầy. Đấy. Thế thì nhưng bây giờ nói đến đó rồi đó, thì thầy xin nói như thế này, là một khi mà mình đã muốn dùng cái nghề coach của mình nó liên kết với những nghề khác thì mình phải hiểu cái nghề khác nữa nó như thế nào. Mà hiểu một cái nghề khác làm cái việc cực kỳ khó khăn. Thành thử ra mình cũng phải thích cái nghề đó nữa thì mình mới làm được coach cho cái nghề đó. Ví dụ như là mình thích cái nghề mà coach cho doanh nghiệp thì mình cũng phải yêu cái cuộc sống của doanh nghiệp, mình phải yêu cái việc làm kinh tế, mình phải yêu cái dòng tiền nó tạo ra. Bởi vì rằng là nó cay cú lắm, là tháng nào mà thiếu cái dòng tiền thì là phải đánh nhau, là phải quật nhau, là phải bỏ anh đi nhanh lên, phải ra ngân hàng lẹ lên. Thì cái việc làm đó mà nếu mà mình không hiểu cái nhu cầu kinh khủng, nhu cầu cấp bách của cái việc đó làm thì mình sẽ không làm coach được. Thế thành ra thầy thì thầy vẫn khuyên là khi mình làm coach thì mình không nên làm coach đơn thuần,
À, mà mình nên làm coach liên kết với một cái lĩnh vực nào, hoặc là với cái thì lúc nãy đó trong cái cây vẽ của Hương đấy là nó có nhiều ngành coach khác nhau đấy, nó đi lên như là các cái cây nở ra đấy, thì là thời nay ấy, thì có vài nghề coach rất là quan trọng. Thứ nhất là cái nghề về nghề nghiệp rồi, ai cũng muốn thành công trong nghề nghiệp thì cái nghề coaching trong nghề nghiệp và nghề coaching cho lãnh đạo là một cái nghề coaching rất là thịnh hành. Thế nhưng mà chính vì cái cuộc sống nó bon chen và cái cuộc sống gia đình nó khó khăn, cho nên là cái người coaching về tình cảm có lẽ cũng có một vai trò rất lớn. Cho dù rằng là cái kết quả thì cũng vẫn là chỉ là ly dị hay không ly dị thôi, chứ còn không có cái chuyện gì khác cả. Thế rồi ngoài ra nó còn có cái coaching nữa là sự lựa chọn cái nghề nghiệp, mà cái lựa chọn cái mối quan hệ của mình với đồng tiền. Cái này quan trọng lắm. Cái này là coaching mà đứng ngay dưới cái triết lý của đạo Phật. Bạn có quan tâm đến đồng tiền không? Nếu bạn không quan tâm đến đồng tiền thì tôi có thể coaching bạn để mà bạn có một cuộc sống thuận tự nhiên, bạn có một cuộc sống thoải mái với gia đình, với làng quê. Bạn sẽ không ở căn hộ chi chít những cái đô thị đông đúc để mà có những cái ngành nghề mà vô cùng năng động thì không. Đấy, thế thì cái quan hệ của khách hàng của mình với đồng tiền là một cái gì rất là quan trọng. Mà cái nghề coach sẽ là cái người mà phải làm trọng tài giữa cái chuyện đó đấy. Thế thì nó khó khăn lắm, cái này khó khăn lắm. Thế nhưng mà cái đó là mình phải đi theo triết lý của đạo Phật. Đấy. Thế nhưng mà ngược lại, nếu mà mình muốn làm nô lệ của đồng tiền thì nó có những đạo khác. Thầy không nói đạo nào, nhưng mà nó có những đạo khác đó, nó thúc đẩy mình tham gia vào một cách rất tích cực trong mọi cái sinh hoạt của xã hội để mà tạo ra giá trị. Mà rồi nhiều người hiểu lầm cái giá trị là đồng tiền, trong khi tạo giá trị là một chuyện mà tạo đồng tiền là một chuyện khác. Thế rồi về mặt coaching ấy, thì nó còn có những cái chuyện coaching thương tâm hơn, thì nó đòi hỏi những người có cái trái tim rất là lớn, có những tâm khảm rất là lớn để mà biết nghe người khách hàng, rồi xong rồi tạo một cái động lực để mà bám lấy cuộc sống. Thì cái trường hợp này nó cũng sẽ xảy ra, thì chúng ta không thể nào từ chối làm cái việc này nếu mà nó có những cái cơ hội nó tới. Cái chuyện này là một chuyện bắt buộc đấy. Tương đối việc ấy, thì mình mới thấy rằng là cái việc coaching nó bao quát cả xã hội, nó là một cái nghề nó hiện thời đó, nó rất là cần thiết cho xã hội. Thầy xin nhắc lại là nghề coaching cũng như là nghề quản trị kinh doanh ấy, là một cái nghề rất là mới. Cách đây 20 năm nghề coaching nó không có, hay là đúng hơn nó mới bập bẹ manh nha, chứ nó không có. Nghề quản trị kinh doanh cách đây 50 năm không có, không ai quản trị kinh doanh cả. Một người mà có một công ty thì bảo tôi làm sếp, tôi là cổ đông 100% của công ty, tôi làm sếp chấm hết, các bạn cứ thế tuân thủ thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì nó có một cái ngành quản trị kinh doanh, và nó có một cái ngành mới tên là coaching. Mà chúng ta có bổn phận, mà đây là cái thông điệp của thầy, chúng ta có bổn phận phải tạo nên, phải làm phong phú hóa cái ngành coaching, nhưng mà không phải là ngành coaching nói chung, mà là ngành coaching cho người Việt Nam, cho xã hội Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam, cho thực trạng của Việt Nam là một thực trạng vừa nông nghiệp mà vừa đô thị hóa. Tất cả những thứ đó là nó đòi hỏi chúng ta, tuy là vẫn vin vào những cái tác phẩm của những nhà nổi tiếng về coaching, nhưng mà chúng ta phải tạo nên một cái nền coaching cho nước Việt Nam của chúng ta, nền coaching cho văn hóa của chúng ta, nền coaching cho lịch sử của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì mong rằng là các bạn hiểu được là các bạn đã tự nhiên đi tới thì một cách vô tư, mà đi về thì cầm một cái than nóng trong tay, một cục than nóng trong tay, mà các bạn phải biến cái than nóng đó thành một cái bộ môn của coaching cho Việt Nam. Dạ em cảm ơn thầy rất nhiều. Trong phần cuối chương trình của em thì em có định hỏi thầy một câu hỏi là thầy có muốn nhắn nhủ gì cho các coach trước khi kết thúc chương trình hay không. Thế nhưng mà cái điều thầy vừa chia sẻ đấy em nghĩ là chính là một điều nhắn nhủ cho các coach ở đây. Thì em nghĩ là chương trình của chúng ta đến đây sẽ là kết thúc, và em muốn một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lòng biết ơn của em tới thầy, vì em thực sự nghĩ đây là một cái món quà vô giá thầy ạ.